Mặc bộ đó đẹp đấy. Đẹp không? Đẹp. Hay lấy lấy được không? Nhìn xinh, bộ này lên nhìn sáng, nhìn xinh lắm. Mặc lên form quá trời. Ừ, mặc lên form đẹp. Chắc lấy luôn á. Dễ thương nữa chứ. Màu đẹp. Hello các tình yêu, mình đã vô xem chưa? Mình chấm tốt, mình chào nhau một xíu nha các tình yêu. Rồi, cho em thấy những cánh tay vẫy chào của các tình yêu đi nha. Rồi, em cảm ơn chị Hải Thúy nha. Rồi, hello, xin chào tất cả các chị yêu ha. Xin chào tất cả các chị đang xem livestream của nhà Gu ha. Rồi, chị nào đang xem cho em một xin một chấm đi ạ. Chị nào đang xem cho em xin một chấm, mình chào nhau một xíu đi các tình yêu ha. Hôm nay là khuyến mãi cực sốc cho các tình yêu luôn, mua một tặng một này. Ai mà không vô xem này rất là tiếc luôn á. Nên mình tăng các chị em, bạn gì, người thân đồ vô xem ha. Để sắm cho mình những bộ váy cực kỳ lộng lẫy luôn, mà còn được mua một tặng một nữa chứ. Là chúng ta chia sẻ các chị ha, vừa chia sẻ này và vừa tăng bạn bè người thân vô các chị ha. Rồi xin chào chị Ngọc Phạm nha. Rồi các chị yêu ơi, mình nhanh tay mình chia sẻ đi ạ. Mình nhanh tay mình chia sẻ đi ha. Vì hôm nay là chương trình mua một tặng một này các tình yêu. Mình chia sẻ để mình mua được đầm váy cực kỳ lộng lẫy, để vừa có thể đi làm, đi tiệc, đi sinh nhật các chị ha. Và sau đó là chúng ta sẽ còn được tặng thêm nữa nha. Mua một tặng một này các chị. Cái giá cũng cực kỳ mềm mại cho các chị trong ngày hôm nay luôn nha. Rồi các chị ơi, mình lên lượt người xem giúp em đi ha. Mình chia sẻ để lên lượt người xem giúp em đi ạ. Vì em thấy lượt người xem hôm nay hơi yếu phải không ạ? Chính vì thế các chị hãy giúp em ha. Mình, chị nào đang vô xem thì cho em xin một chấm để mình chào nhau nè. Và thứ hai là các chị hãy giúp em mình chia sẻ ha. Để hôm nay mình mua săn được những món hàng cực kỳ xinh nhá. Và đã vậy còn mua một tặng một nữa nè. Rồi quá rẻ luôn nha các chị yêu ơi. Chị nào mà bỏ lỡ livestream này thì rất là tiếc luôn ha. Mua một tặng một nha các chị. Mua một tặng một chỉ có tại Vumac Đắk Nông thôi nha các chị yêu. Rồi các chị ơi, hay giờ các chị hãy cùng em chia sẻ livestream này ha. Chia sẻ livestream này lên trang cá nhân và các hội nhóm nha các chị yêu. Chia sẻ livestream này và bật chế độ công khai nha các chị. Bật chế độ công khai để thật nhiều người vào cùng săn hàng hot nha các chị yêu. Rồi các chị ơi, mình nhanh tay chia sẻ đi ạ. Mình nhanh tay chia sẻ lên các hội nhóm và lên trang cá nhân của mình ha. Để hôm nay chúng ta bắt đầu chương trình sale mua 1 tặng 1 này các tình yêu ơi. Rồi, hoặc mình có thể mời người thân hoặc bạn bè và xem live trực tiếp đều được ha các chị yêu ha. Mình có thể mời bạn bè hoặc người thân này các chị. Rồi, đảm bảo hôm nay toàn những siêu phẩm không ha các chị ha. Toàn những siêu phẩm mà giá cực hot luôn nè các chị. Rồi em chào chị Phúc Linh nè. Rồi các tình yêu ơi, mình giúp em chia sẻ đây các chị. Mình giúp em chia sẻ để tăng lượt người xem. Rồi em bắt đầu bán chương trình sale mua 1 tặng 1 cho các tình yêu nha. Cực kỳ hot luôn này các tình yêu ơi. Mình chia sẻ để cho lên lượt người xem đi ạ. Vì em thấy lượt người xem hôm nay có vẻ lên hơi yếu đó các chị. Mình giúp em mình chia sẻ đây các tình yêu ha. Mua 1 tặng 1 này các chị. Trời ơi, váy đầm hơi bị hấp dẫn luôn. Bởi vì nó rất là xinh các chị nha. Toàn mẫu của bộ sưu tập tháng 10 thôi. Và đang được mua 1 tặng 1 nha các tình yêu. Chị nào vô rồi cho em xin 1 chấm. Mình chào nhau một xíu nha. Chị nào vô rồi cho em xin 1 chấm nha. Rồi em xin chào chị Nguyễn Vóc nha. Rồi các chị ơi, mình chia sẻ để tăng lượt người xem đi. Vì chương trình hôm nay cực kỳ ưu đãi luôn. Đó là mua 1 tặng 1 các chị nhá. Mua 1 tặng 1 này các tình yêu ơi. Nên mình giúp em mình chia sẻ lên lượt người xem nha. Giúp em chia sẻ lên lượt người xem đi các tình yêu ơi. Mua 1 tặng 1 này các tình yêu. Rất là xinh nha. Toàn mẫu của bộ sưu tập tháng 10 thôi. Rất là xinh này các chị. Toàn mẫu của thu đông thôi nha. Mà cực kỳ thích luôn. Nên các chị em mình nhanh tay mình chia sẻ tăng người thân đồ vô để mua ha. Và săn cho mình những món hàng cực kỳ xinh và sốc ha. Rồi các chị đã. Rồi em chào chị Thạch Huyền ha.
Rồi các chị ơi, mình chia sẻ đi này. Mình chia sẻ để em bắt đầu bán chương trình sale mua 1 tặng 1 cho các tình yêu ha. Rồi chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay giúp em ha. Nhanh tay chia sẻ livestream này nha các chị yêu. Và để chế độ công khai nha các chị. Để hôm nay mình săn được hàng giá hot nha các chị yêu. Đảm bảo những siêu phẩm cực hot luôn ạ. Rồi, xin chào tất cả các tình yêu ạ. Mình nhanh tay chia sẻ để hôm nay em bắt đầu bán chương trình sale mua 1 tặng 1 này các tình yêu ơi. Mình đâu hết rồi ạ. Mình đâu hết rồi các tình yêu ơi. Chị nào mà bỏ lỡ livestream này thì rất là tiếc luôn ha. Rồi, chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay giúp em ha. Chị nào mà đang xem livestream bán hàng của em ngày hôm nay thì cho em xin một chấm. Mình chào nhau một xíu ha. Mình chào nhau một xíu rồi một lát nữa em sẽ bắt đầu bán hàng cho các chị yêu ha. Mua 1 tặng 1 nha các chị. Mua 1 tặng 1 nè. Rồi, đủ thể loại nha. Hôm nay giới thiệu với các chị toàn là mẫu xinh, mẫu hot thôi nè. Đủ thể loại hết luôn nha các tình yêu ơi. Hôm nay đủ thể loại hết cho các tình yêu luôn ạ. Nên là mình nhanh tay mình chia sẻ nha các tình yêu. Mình nhanh tay mình chia sẻ nè các tình yêu ơi. Các chị đâu hết rồi vì em thấy lượt xem lên ít quá nè. Như hôm nay like không đúng giờ hay sao á. Chắc các chị đi chơi hết rồi. Rồi, thôi thì bây giờ em sẽ bắt đầu giới thiệu luôn ha. Bây giờ em sẽ bắt đầu giới thiệu luôn. Thế vậy trong lúc em chuẩn bị giới thiệu những sản phẩm mua 1 tặng 1 thì các chị hãy giúp em mình chia sẻ cái bài viết này vào các hội nhóm và công khai lên trang cá nhân ha. Nhanh tay lên các chị vì cuối livestream chị nào mà tương tác nhiệt tình nhất thì sẽ có quà ha. Cuối livestream chị nào mà tương tác nhiệt tình nhất thì sẽ có quà nè. Nên chính vì vậy mình nhanh tay mình chia sẻ giúp em đi ha. Rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các chị là 10 mẫu đầm ha. 10 mẫu đầm nằm trong bộ sưu tập tháng 10 cực kỳ xinh nè. Mẫu đầu tiên là bạn Cúc đang mặc các chị nha. Mẫu đầu tiên bạn Cúc đang mặc đó là yếm caro nơ eo nha. Vì ở phần eo của nó là có phối nơ này các tình yêu ơi. Phần eo có phối nơ nha. Rất là xinh luôn mà các chị có thể mở ra để buộc một bên một bên được luôn nha. Đó, mình có thể buộc được hai kiểu nè. Và mẫu này cũng mặc được hai kiểu luôn. Các chị có thể mặc thêm một cái áo thun tay dài ở đường trong hoặc là mặc kiểu hai dây như vậy các chị ha. Rất là xì tinh luôn các chị ơi cho mẫu đầm này nè các chị. Đó, mẫu đầm yếm caro nơ eo ha. Đó, các chị nào mặc sexy nè, trẻ trung á thì mình sẽ mặc hai dây các chị ha. Còn nếu các chị muốn ấm áp đi làm được luôn thì mình mặc giúp em một áo thun tay dài ở bên trong ha. Mình mặc giúp em một áo thun tay dài ở bên trong nha các tình yêu. Rồi, mẫu này là có chất liệu là bố cô tông các chị nha. Đó, hai lớp ở thân trên là thân trên các chị không sợ bị hở nha. Vì ở trên này có phối hai lớp này các tình yêu ha. Phối hai lớp luôn. Và ở đây là có một vạt chéo các chị ha. Một vạt chéo này các tình yêu nha. Một vạt chéo này các tình yêu mặc rất là xinh luôn các chị. Lên màu cực đẹp luôn nha. Và mẫu này mặc được hai kiểu nha các chị. Đó, hai kiểu. Thực sự là rất là xuất sắc cho mẫu yếm này luôn các chị nha. Mặc hai dây được luôn, mặc thêm một cái áo trong được luôn. Rất là ấm áp và xì tinh đúng không các chị. Rồi, mẫu này rất là dày dặn các chị ha. Vì nó có phối hai lớp này các chị. Và chất liệu vải là bố cao tông, mặc cực kỳ thích nha. Rồi, hiện tại mẫu đầm này có giá bán là 495.000 nha các tình yêu. 495.000 cho một mẫu đầm phải nói cực kỳ hot, cực kỳ tinh, chất liệu sản phẩm cực kỳ tốt các chị ha. Rất tốt luôn các chị, mặc rất là bền màu, không bị ra màu, giặt cực kỳ nhanh khô các chị ha. Rồi, chất liệu vải bố cotton này, một ưu điểm nữa cho các chị đó là mẫu này mặc lên cực kỳ ôm form luôn nha. Rồi, các bạn mẫu sẽ xoay người để cho các chị xem ha. Đó, nó lên form cực cực kỳ xinh luôn nha các tình yêu. Rồi, mẫu này có giá gốc là 495.000. Thì hiện tại mẫu này bên em đang có chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 các chị ha. Và mua về hóa đơn 480 sẽ được tặng kèm một cái áo thun. Đó, nếu như mà các chị thích áo thun bạn mẫu hồi nãy mặc á thì em sẽ mua yếm này em tặng luôn áo thun nó nha. Và rất là nhiều mẫu áo thun nữa nằm ở trong fanpage của Gumac Đắk Nông. Và toàn là Gumac Đắk Nông toàn cập nhật mẫu mới thôi. Nếu là các chị mua hóa đơn trên 480 nha, hoặc là mua một mẫu yếm caro này sẽ được tặng kèm một cái áo thun nữa. Áo thun tay dài hoặc tay ngắn nha các tình yêu. Cho các tình yêu lựa chọn luôn này. Các chị thích mẫu nào em tặng cho các chị mẫu đấy nha. Nên mình yên tâm đi ạ. Mình yên tâm nha. Từ chất lượng tới sản phẩm các chị ha. Và có chính sách đổi trả cho các chị mua hàng online luôn. Nên các chị yên tâm các chị yêu ha. Rồi, có chính sách mua hàng online nên các chị yên tâm ha. Rất là xinh luôn, rất là xinh luôn. Hai kiểu nha. Thích mặc kiểu nào mặc kiểu đấy nha các tình yêu.
Đó, rất là xinh nha. Mặc hai dây giống hồi nãy thì mát mẻ, xì tinh, trẻ trung, năng động đúng không chị? Mà mang thêm áo thun dài tay ở bên trong cũng đẹp, cũng xì tinh. Mặc đi làm cũng được, đi tiệc, đi sinh nhật đều ok các chị ha. Đi cà phê lại cực kỳ thích luôn ha. Nhìn rất là baby luôn các tình yêu ơi. Nhìn rất là baby ha. Rồi mẫu yếm Caro Noel này hiện tại đang có giá gốc là 495.000 nha các tình yêu. Khi các chị mua một mẫu yếm Caro này sẽ được tặng kèm thêm một áo thun ở bên trong nhá. Được tặng kèm thêm một áo thun ở bên trong, tay ngắn hay tay dài tùy các chị lựa chọn ha. Đó, một mẫu áo thun tay dài này bên em bán với giá là 195.000 đó các chị. Nhưng bây giờ tặng cho các tình yêu luôn nha. Đó, tặng cho các chị luôn, tặng cho các tình yêu luôn. Vì mẫu áo thun tay dài bên em có giá bán là 195.000 lận đó các tình yêu ha. Khi các chị mua một mẫu yếm caro như thế này giá 495.000 sẽ được tặng kèm thêm một chiếc áo thun tay dài hoặc là tay ngắn do các chị lựa chọn bất kỳ các chị ha. Vì ở đây bên em chỉ dơ một số mẫu để tượng trưng cho mẫu tặng thôi. Còn nếu chị nào thích, các chị có thể lên fanpage của Gumac Đắk Nông tha hồ lựa chọn cho mình những mẫu áo thun tay dài hoặc tay ngắn tùy các chị yêu thích ha. Rồi chị nào yêu thích mẫu yếm caro Noel này thì để lại giúp em mã số là 10851 nha. 10851 là mã sản phẩm của yếm caro Noel này. Chính vì vậy chị nào lấy chốt hàng giúp em là 10851 nhá, kèm số điện thoại ạ. Đó, rất là xinh các chị nha, sẽ được tặng kèm thêm một cái mẫu áo thun nữa này các chị. Mẫu áo thun do các chị lựa chọn nha, nên mình yên tâm đi ạ. Đó, tiền nào của nấy các chị ha, tiền nào của nấy này, giá 495.000 nhưng mà sao các chị? Giá 495.000 nhưng chất lượng khỏi phải bàn các chị ha, lên form lên vọt cực ok. Mặc thì mặc lâu dài, mặc bền các chị yêu nha. Đó, chứ không phải là mặc và mặc một lần là bỏ đâu các tình yêu ha, mặc rất là bền luôn nha. Rồi chị Trần Ngọc Nga ơi, lát nữa bên em sẽ giới thiệu mẫu hoa vàng nhá. Nên chị yên tâm ạ, chị hãy chờ một lát bên em sẽ giới thiệu mẫu hoa vàng liền chị yêu ha. Đó, rồi rất là xinh. Bên em xin được nhắc lại mã sản phẩm của yếm Caro Noel này một lần nữa, em sẽ đổi qua mẫu các tình yêu ha. Rồi yếm Caro Noel này có giá bán là 495.000. Và khi các chị mua sản phẩm yếm Caro Noel này sẽ được tặng kèm thêm một chiếc áo thun tay ngắn hoặc tay dài cho các chị lựa chọn. Đó, rất là xinh các chị nha. Màu sắc là bên em chỉ có một màu là màu ghi này thôi các tình yêu. Một màu ghi thôi nhưng lên form lên dáng cực kỳ chuẩn các chị ha. Tiền nào của nấy các tình yêu nha. Rồi mẫu này thì có hai lớp nên các tình yêu yên tâm không sợ bị mỏng nha. Và nó có phối nơ một bên eo này và có hai lớp nha. Hai lớp đó, tà chéo nha, mặc cực kỳ xinh luôn. Tiền nào của nấy nên các tình yêu hãy yên tâm nha. Đó, mình mua một cái váy 495.000 được tặng kèm thêm một cái áo thun trị giá 195.000 nữa. Cực kỳ xinh các chị nha. Cho các chị lựa chọn mẫu áo thun luôn các chị yêu ha. Đó, tiền nào của nấy 495.000 mà sao ạ? Mặc cực chất ha. Mặc chất đó, mặc chất này các chị, lên phong, lên phọt đẹp đúng không nào? Đó, màu sắc ok, mặc bền. Mặc bền màu giặt không bị xù, chất liệu vải bố cô tông, mặc rất là thích và đặc biệt là giặt rất là nhanh khô các chị nhá. Giặt rất là nhanh khô. Thậm chí ở ngoài bên ngoài thị trường cũng sẽ có những mẫu như thế này nhưng sao ạ? Nhưng mà nó nhái hàng các chị ha. Nó nhái hàng. Nó nhái hàng thì sao ạ? Chỉ có 200-300 thôi nhưng mà chất liệu vải mặc được 1-2 nước thì bỏ các chị ha. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà khi các chị mua váy này ở Walmart thì sao ạ? 495.000 nhưng mặc cực chất các chị ha. Đó, cực chất luôn, chất vải thì mặc rất là ok, mặc rất là thoáng mát. Mặc được hai kiểu, các chị có thể mặc được hai dây như thế này và thích thì các chị có thể mặc thêm áo thun ở bên trong đúng không nào? Rất là thích các chị, rất là xinh luôn. Mà phải nói là mặc cái mẫu này thoải mái vô cùng các chị ha, thoải mái vô cùng, giặt thì cực kỳ nhanh khô. Mà lên phong lên phọt đẹp các chị ha. Đó, mặc áo tay dài ở bên trong, mùa đông sắp tới rồi mặc cực kỳ ấm áp cho mẫu này luôn các chị ha. Em sẽ quay lại cho các chị xem phọt này một lần nữa rồi em đổi mẫu các tình yêu ha. Mình nhanh chóng mình chốt đơn đi ạ, vì số lượng có hạn các chị ha. Mua một mẫu này tặng kèm một áo thun trị giá 195.000 đó các tình yêu. Rồi yếm Caro Noel có mã sản phẩm là 10851 nhá. Chị nào lấy chốt giúp em 10851 kèm số điện thoại luôn nha các tình yêu. 10851 kèm số điện thoại nha các tình yêu. Cực kỳ xinh, cực kỳ chất, phải nói với các chị một điều rằng rất là thích, rất là thoải mái khi mặc mẫu này nha. Đó, hai lớp nên các chị yên tâm đi ạ. Hai lớp mà cái mẫu này mặc vô cực kỳ trẻ trung, cực kỳ năng động các tình yêu ha. Rồi chị nào lấy chốt giúp em mã số 10851 kèm số điện thoại các tình yêu ha. Em sẽ lên đơn cho mình ạ. Mẫu này mua một mẫu này 495.000 được tặng kèm một áo thun trị giá 195.000 các tình yêu nhá. Rồi em xin phép được đổi mẫu cho các tình yêu ạ. Rồi, một mẫu tiếp theo cực kỳ sang chảnh, cực kỳ quý phái cho các chị luôn nha. Cực kỳ đẹp phải không các tình yêu ơi? Sẽ cổ vê các tình yêu ha. Rồi em xin chào chị Huyền Phạm nha.
Rồi, mẫu này là mẫu mới nằm trong bộ sưu tập tháng 10 của Gumac các tình yêu ha. Các chị nhìn đi ạ, ngắm đi ạ. Một màu đen cực kỳ huyền bí, mặc lên cực kỳ sang chảnh ha. Đó, mình đi tiệc rất là đẹp luôn. Mà mẫu này đặc biệt là có đính cúc kèm cho các tình yêu ha. Đính cúc kèm cho các tình yêu luôn. Chị nào mà sợ ở trên cổ V nó hơi hở quá, đó, hơi hở quá thì các chị có thể đính cúc ha. Đây ạ, đính cúc, cúc kèm ha. Đó, rất là xinh luôn các tình yêu ơi. Rất là đẹp luôn nha các chị nha, lên phong cực kỳ đẹp luôn ha các chị. Lên phong cực kỳ đẹp luôn này, mẫu này mình mặc đi tiệm đều được nha các chị. Chị nào mà sợ bị hở thì bên em rất là chu đáo luôn ạ. Có kèm thêm một nút nha các chị. Chị nào mà sợ hở thì mình có thể đính ở ngay đây nha các chị. Rồi chị Lương Thị Thu Bắc ơi, yếm này bên em bán với giá là 495.000, tặng kèm một chiếc áo thun trị giá 195.000, do các tình yêu lựa chọn nha. Các tình yêu có thể lên fanpage của Gumac Đắk Nông để lựa chọn cho mình một số mẫu áo thun thích hợp và mình yêu thích nhá. Tiền nào của nấy các chị, tiền nào của nấy nên mình cứ yên tâm ha. Rồi mẫu đầm đắp ngực tay loe này có mã là 10835 các chị ha. Chất liệu vải là tầm ý nha các chị, mặc cực kỳ mát, cực kỳ thích luôn các chị. Nhìn nó kiểu giống như là chất vải von nhưng mà không phải các chị ha. Đó, tầm ý này các chị, mặc không sợ bị lộ luôn vì nó hai lớp nha. Vì nó hai lớp này, ở trong có lót lớp thun nha. Đó, rất là xinh và ở bên cổ này các chị. Mình đi tiệc thì mình để hở ra như vậy ha, cho sang chảnh quý phái ha. Đó. Rồi chị Thân Nhân Phan ơi, bây giờ em sẽ giới thiệu mẫu màu vàng liền luôn nha, nên các chị yên tâm ạ, chờ một lát ha. Rồi mẫu này tay dài 32cm các chị nhá. Và hai lớp có lót lớp thun bên trong. Và có kèm nút bấm cho các tình yêu luôn. Nếu tình yêu nào mà sợ hở quá không đi làm được có thể bấm nút bấm nha. Vì có đến kèm cho các chị, tặng kèm cho các chị là kèm nút bấm ha. Rồi tay dài của nó là 32cm này các tình yêu. Và đặc biệt là tay loe ha. Tay loe đang hợp mốt thời trang lắm các tình yêu ha. Đó nên mình hãy nhanh tay mình săn hàng đi ạ. Thì em chỉ có một màu đen duy nhất thôi. Và mẫu này chỉ còn hai cái duy nhất. Mẫu này chỉ còn hai cái duy nhất cho các chị săn hàng thôi nha. Rồi mẫu này có giá bán là 495.000. Khi các chị mua mẫu này được tặng kèm một chiếc áo thun tay ngắn hoặc tay dài cho bất kỳ các chị lựa chọn, thoải mái lựa chọn yêu thích luôn ha. Thì em sẽ giơ lên một số mẫu tượng hình cho các chị xem. Và các chị sẽ lên trực tiếp fanpage của Gumac Đắk Nông để lựa chọn cho mình nha. Cực kỳ xinh các chị. Tiền nào của nấy các chị ơi. Trời ơi, mặc chất vải Gumac thì khỏi cần phải bàn nữa các tình yêu ơi. Mặc rất là xịn các chị nha. Đó, cũng có thể ở ngoài có thể bán mẫu này 200-300 như là hàng nhái các chị ha. Chất vải không hề bằng, em nói thiệt luôn, về mặc được 1-2 nước là hư liền. Đó, còn ở đây 495 mà sao ạ? 495 mà chất các chị ha, mà chất mặc thích. Đó, quan trọng là phải chất các chị ha. Đó, rồi đầm đắp ngực tay lê này có mã sản phẩm là 10835 nha các tình yêu. 10835 ạ, là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập tháng 10 nha. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em cái mã số là 10835 nha các chị yêu, 10835 và kèm theo số điện thoại ạ, để em lên đơn hàng cho mình ha. Rất là xinh các chị, rất là xinh luôn. Em nói rồi, tiền nào của nấy các chị cứ mua về các chị mặc một bộ đi là các chị bị nghiền luôn đấy, em nói thiệt luôn á. Mặc cực kỳ thoải mái, chất vải thì xịn ha. Đó, chất liệu vải tầm ý mà các chị. Chất liệu vải là tầm ý, mặc cực kỳ mát, thấm hút mồ hôi các chị ha. Đó, và đặc biệt cái đặc điểm của nó là giặt cực kỳ nhanh khô nhá, giặt cực kỳ nhanh khô luôn. Em chỉ có một màu đen thôi, mà mùa cưới tới rồi mà các chị mặc bộ này đi tiệc thì nói sang chảnh hết bài các chị ha, cực kỳ sang chảnh luôn các tình yêu ơi. Rồi tay dài thì 32cm nè, và có hai lớp nên các chị không sợ bị lộ nhá, không sợ bị lộ luôn. Đó, nó có lót lớp thun ở bên trong cho các tình yêu, có lót lớp thun nè, và đặc biệt là đính kèm nút bấm cho các tình yêu luôn. Chị nào mà sợ hở quá không đi làm được, mình có thể kèm nút bấm nha. Một bộ đầm như thế này mà các chị có thể vừa đi làm vừa đi tiệc thì quá tuyệt vời rồi các tình yêu ơi. Mình nhanh tay mình soạn cú pháp giúp em là 10835 kèm theo số điện thoại để lên đơn hàng nha. Rồi chị nào lấy lên cú pháp giúp em là 10835 kèm số điện thoại để lên đơn hàng cho mình nha. Chỉ có một màu duy nhất là màu đen thôi các tình yêu. Mua mẫu này tặng kèm một áo thun trị giá 195.000. Các chị lên fanpage Gumac Đắk Nông lựa chọn nha. Rồi chị Ngọc Đinh Nguyễn ơi, mẫu này là chất liệu vải là tầm ý nha tình yêu. Tầm ý này, mặc cực kỳ mát luôn. Tiến lại gần cho các chị xem chất vải luôn. Mặc cực kỳ mềm mịn mát luôn nha. Rồi mà đó, rất là rủ này các chị. Đó, mặc rất là mềm mịn và mát luôn nha. Thấm hút mồ hôi tốt và đặc biệt giặt rất là nhanh khô cho các tình yêu luôn ha. Rồi, mẫu này chất liệu vải tầm ý đó các tình yêu nha. Rồi chị Thu
Thu Đoàn ơi, mẫu bên em là hàng thiết kế nên có đủ size từ 49kg, à nhầm, 40kg cho tới 65kg nhá. Nên chị thích mẫu nào để lại số điện thoại em tư vấn cho, vì mấy mẫu đầm này các chị biết sao không? Đó, vì nó là hàng thiết kế nên là nó sẽ thiết kế ra những cái bộ đồ mà che khuyết điểm cho mình, che vòng hai cho mình. Chị nào có bụng mà mặc mẫu này cũng vô tư luôn ha. Chị nào có bụng mặc mẫu này vô tư luôn, nếu mà bụng hơi to quá mình có thể mang cái gen bụng đúng không? Mang cái gen bụng vào là không hề thấy nhá. Vì nó là màu đen này. Màu đen thứ nhất màu tối, mặc che được khuyết điểm cho mình, và thứ hai mặc lên cực kỳ sang trọng các chị ha. Đó, mang gen bụng vào các chị yêu, mang gen bụng vào cực kỳ đẹp cho mẫu này. Với lại mẫu này là mẫu xòe các chị nha. Mẫu này là mẫu xòe rũ nên khi các chị mặc sẽ che được khuyết điểm cho mình, vòng sẽ không thấy bụng các chị ha. Rồi, các chị có lẽ đang ngóng chờ màu vàng nhỉ? Màu vàng rất là nổi bật trong buổi tối hôm nay đúng không? Vậy thì sau đây em xin giới thiệu lại mẫu này và em bắt đầu chuyển qua mẫu màu vàng ha. Rồi, đầm đắp ngực tay loe các tình yêu ơi, chất liệu vải là tầm ý, có một màu duy nhất là màu đen, tay dài 32cm, có lót lớp thun kèm nút bấm nha. Và mẫu này có giá bán là 495.000. Khi các chị sở hữu sản phẩm này với giá 495.000 sẽ được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000. Chị nào yêu thích mẫu đầm đắp ngực tay loe này lên đơn hàng giúp em với cú pháp 10835 kèm số điện thoại các tình yêu ha. Vì chỉ còn vài cái thôi nên là các chị mà không nhanh tay đặt là hết hàng nha. Em xin chuyển mẫu đổi qua mẫu màu vàng hoa cho các tình yêu luôn nè. Rồi, một mẫu màu vàng cũng cực kỳ xinh đúng không các tình yêu? Một mẫu màu vàng cực kỳ xinh luôn, đầm hoa tay loe nha các tình yêu, cực chất ha, đi tiệc là nổi nhất đêm nay. Có cái nào kiểu đó chân bút chì không? Rồi, có luôn tình yêu ha, có kiểu chân bút chì luôn. Đợi một lát em thay mẫu đầm đen chân váy bút chì cho chị xem luôn ha. Em xin được giới thiệu mẫu đầm này nhá, là đầm hoa tay loe. Thì mẫu này là chất liệu vải là lụa hoa các chị nhá, bằng lụa, mặc vô cực mềm cực mịn các chị nhá. Tay dài 31cm, có hai túi sườn các chị nhá. Đây ạ, có túi cho các tình yêu luôn ha. Đó, có hai túi sườn và đặc biệt là có lót lớp thun ở bên trong nhá. Một, không phải một lớp đâu các tình yêu, có lót lớp thun nữa này các tình yêu. Mặc lên cực đẹp, lên form cực đẹp ha. Có đủ size cho các tình yêu từ 40kg tới 65kg nên các tình yêu yên tâm ha. Cái váy hồng. Rồi, ok chị Lê Thương, một lát nữa thôi em mặc váy hồng và em giới thiệu với các tình yêu ha. Mẫu này có giá bán là 495.000 nha các tình yêu. Khi lên đơn hàng này được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 các chị nhá. 195.000 đó các tình yêu ạ, do các chị lựa chọn nhá. Các chị lên fanpage của Gumac Đắk Nông lựa chọn cho em một số màu áo thun, mình lên đơn hàng nào em tặng cho mình đơn hàng đó các tình yêu ha. Rất là xinh này các tình yêu, rất là xinh cho mẫu đầm này luôn ha. Mẫu đầm này tay của nó là tay cũng lớn nhá các chị ạ. Đó, mà đặc biệt là tay loe đang rất là hot, cực kỳ hot luôn nha các tình yêu. Đó, rất là xinh, chất liệu vải lụa hoa các chị nhá. Điều đầu tiên ấn tượng nhất của bộ váy này đó là mặc vô cực kỳ mềm, cực kỳ mịn các chị nhá. Sờ chất vải rất là mát này các tình yêu. Đó, sờ rất là mát và đặc biệt mẫu này che bụng cực kỳ tốt. Mẫu này che bụng cực kỳ tốt nha. Đó, chị nào có vòng 2 á mà hơi to mặc cái mẫu này là đảm bảo là che được bụng luôn. Các chị đừng có nghĩ là mình có bụng hoặc là mình bự á mà mình mang màu sáng là không được nhá. Các chị yên tâm luôn, có bụng bên em mẫu nào mà như thế này nè, mà chị nào mà có vòng 2 nha, hoặc là rồi chị Bùi Chi An ơi, quần Âu bên em không sale nha, nhưng mà chị mua quần Âu với hóa đơn trên 480 thì cũng được tặng kèm chị yêu ha. Đó, mẫu này mặc được lên khuyết điểm rất là ok và đặc biệt lên form rất đẹp nhá. Đó, cái này dáng dài đó các tình yêu, chị nào mê dáng dài thì vô inbox giúp em nha, chấm một cái giúp em nè để em lấy động lực like tiếp ha. Rồi, các chị nhớ để lại theo đúng cú pháp thì mình sẽ đặt mua được một sản phẩm kèm theo một món quà cực kỳ giá trị đến từ Gumac Đắk Nông các chị nhé. Rồi, chị nào lấy đầm hoa tay loe này lên đơn hàng với cú pháp giúp em là 10804 kèm số điện thoại nha các tình yêu. 10804 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Mẫu này dáng dài còn 5 cái duy nhất cho sản phẩm này các tình yêu ha. Còn 5 cái duy nhất cho sản phẩm này. 495 mà sao các chị? Em sẽ nhắc lại một lần nữa. 495.000 nhưng mà cực chất, cực tốt các chị nha. Chị các chị cứ nhận mẫu này đi thì cực kỳ thích nè. Có ship hàng toàn quốc không bạn? Rồi, chị Ngọc Linh Nguyên ơi, thì hàng Gumac bên em thì ship hàng toàn quốc chị ha. Ship cóc hàng toàn quốc, các chị chỉ cần để lại cú pháp thôi, còn thế giới còn lại để em lo ha. Đó, từ việc gọi điện tư vấn bán hàng nè, chốt đơn hàng nè, em sẽ ship hàng cho các chị nha, an toàn nhất hàng đến tay các chị luôn ha.
đúng mẫu đúng size các chị yên tâm ha. Không đúng mẫu đúng size em đổi hàng lại cho mình luôn nha. Em đổi hàng lại trong vòng 7 ngày cho mình luôn. Nên các chị yên tâm đi ạ. Đến với Vumac thì các chị xóa bỏ nỗi lo sợ khi mua hàng online nha. Không sợ các chị ha. Cứ không đúng mẫu không đúng size em đổi lại cho mình các chị ha. Đó, mặc có rộng hoặc là mặc chật em đổi lại size cho mình để mình mặc vừa, các chị cứ yên tâm ha. Rồi chị nào lấy lên đơn hàng giúp em nha. 495.000 mà chất lắm các chị, chứ không phải là chất đẻo đâu các chị ha. 495.000 nhưng cực chất mà còn tặng kèm cho các chị nữa. Chương trình khuyến mại này cũng sắp kết thúc rồi nên là các chị nhanh tay đặt hàng nha. Rồi đầm hoa tây loe này có mã sản phẩm là 10804, chị nào lấy lên đơn hàng giúp em nhé. Rồi chị Nguyễn Nguyệt ơi, mẫu này bên em có một màu thôi vì là hàng thiết kế á. Hàng thiết kế thì bên em thường thường có một màu thôi chị yêu ha. Rồi cảm ơn các tình yêu nha. Chào chị Hoa Nguyễn nè, chào chị Ken Nguyễn nè. Rồi các tình yêu, chị nào mới vô sau nhớ chia sẻ để được mua hàng tặng kèm các chị ha. Mua hàng tặng kèm nè, tặng kèm một áo thun trị giá 195.000 các chị nhá. Mà hàng tặng bên em cũng chất như là hàng bán các chị nhá, chứ không phải là nói hàng tặng mà đẻo đâu các tình yêu. Hàng tặng nhưng chất như hàng bán các chị nhá. Và những mẫu áo thun như thế này bên em vẫn đang bán các chị ha. Mẫu áo thun như thế này bên em vẫn đang bán nên các tình yêu nào thích có thể để lại áo thun kèm số điện thoại giúp em gọi điện em tư vấn cho mình các tình yêu ha. Rồi chị nào lấy mẫu đầm hoa tay loe chốt giúp em đi ạ. Mã sản phẩm là 10804, kèm giúp em số điện thoại để em lên đơn ha. Giá là 495.000 này các tình yêu. Và chất liệu vải là lụa hoa ha, chỉ một màu vàng duy nhất nha. Rồi tay của nó dài 31cm, có hai túi sườn các chị nha. Có túi nên các chị yên tâm ạ. Và có lót lớp thun này các chị, rất là dài nha. Có lót lớp thun nha, không sợ bị lộ này. Vì mẫu này mặc dáng dài cực kỳ xinh các chị nha. Cực kỳ xinh luôn, đi tiệc này, đó, đi cà phê đồ rất là đẹp các chị nha. Rất là xinh luôn á. Và ở ngoài nhìn còn lung linh hơn ở trong hình nữa nha các tình yêu. Rồi chị nào lấy chốt hàng giúp em là đầm hoa tay loe, mã sản phẩm là 10804, kèm số điện thoại nha. Giờ em qua mẫu cho các tình yêu ạ. Chị nào hỏi á, đầm tay dài ạ. Rồi chị Ken Nguyễn ơi, mẫu này có giá là 495.000. Khi chị mua mẫu này được tặng kèm thêm một áo thun trị giá 195.000 do chị lựa chọn chị yêu ha. Đó, tiền nào của nấy các tình yêu, đồ chất như nước cấp nha. Rồi em đổi mẫu tay dài cho các tình yêu nào. Chị nào hóng đầm màu hồng chấm cho em một chấm đi ạ. Chị nào hóng đầm màu hồng chấm cho em một chấm nha. Đầm màu hồng cực kỳ xinh luôn, chị nào thích đầm màu hồng chấm cho em một chấm đi ạ. Rồi mẫu sẽ thay ra liền cho các tình yêu luôn. Đầm cực chất các chị ha, quan trọng là chất thôi các chị. Đó, rất là xinh. Mẫu này thì khỏi phải bàn các chị ha. Tay là tay lửng này, có khối cúc này ha. Đó, có đến hạt ngọc nhá. Có đến cúc hạt ngọc này, rất là xinh luôn đó các tình yêu ạ. Rồi mẫu này thì còn mấy cái nữa đây ta. Rồi mẫu này đầm phối, cái này đâu phải là đầm phối tha eo đâu đúng không? Rồi đầm cổ tròn phối V nha các tình yêu. Chất liệu vải cũng tầm ý nha. Chất liệu vải cũng tầm ý giống cái đầm màu đen hồi nãy đó các tình yêu. Hồng tay dài á. Rồi ok chị Hoa Nguyễn, hồng tay dài nè tình yêu ơi. Rồi đầm phối hoa eo này thì đầm cổ tròn phối V này là chất liệu vải tầm ý nhá. Y chang như cái màu đen hồi nãy đó các tình yêu. Cái đầm màu đen mà cổ V đó. Rồi mẫu đầm này thì có lót thun này các tình yêu, hai lớp luôn, có lót lớp thun ở bên trong nên các chị không sợ. Và có hai túi nhá, có hai túi sườn luôn nên các chị yên tâm ạ. Hai túi nhá các tình yêu. Tay dài 32cm nha. Tay của nó dài 32cm này các tình yêu. Dài 32cm nhá. Đó, mình đến cúc vô. Cực kỳ xinh, tay bo cực kỳ xinh luôn. Cổ là cổ tròn phối chữ V ha. Cực kỳ xinh luôn. Mẫu này cũng rất là mềm và mịn này. Rất là mềm và mịn nha. Và mặc lên che form cực kỳ tốt luôn. Che khuyết điểm cực kỳ tốt. Lên form chuẩn, lên phọc chuẩn. Mặc cực kỳ xinh ha. Mặc cực kỳ xinh cho mẫu này luôn các tình yêu ơi. Rồi chào chị Huế Mỹ nè. Chào chị Ngọc Hằng nha. Rồi chị Thanh Trang ơi, mẫu này có giá là 495.000. Khi các chị mua mẫu này được tặng kèm một áo thun trị giá 195.000 nha. Áo thun tay ngắn hay tay dài tùy các chị lựa chọn nha. Các chị vô form bay Vumac Đắk Nông lựa giúp em ha. Rồi gửi mẫu qua cho em tặng cho chị mẫu đó nhá. Rồi ship hàng online toàn quốc các chị. Khi đến với Vumac các chị xóa bỏ nỗi lo sợ khi mua hàng online. Các chị đặt mẫu này cứ nói số cân nặng ra em tư vấn đúng sai đúng mẫu. Gửi về mà không đúng sai đúng mẫu thì em đổi lại cho mình trong vòng 7 ngày các tình yêu nhá. Đổi để cho các chị mặc vừa thì thôi, chứ không phải là đặt xong rồi thì thôi các chị nhá. Đó, mình làm ăn lâu dài này. Đó, uy tín các chị yêu ha. Đó, làm ăn lâu dài uy tín. Rồi chị nào lấy mẫu này lên đơn hàng giúp em là 10825 kèm số điện thoại. 10825 kèm số điện thoại để lên đơn hàng đầm cổ tròn
phối chữ V này các tình yêu ha. Rất là xinh cho mẫu này luôn. Tiền nào của nấy các tình yêu ơi, cực chất ha. Rồi chị này yêu thích thì nhanh tay giúp em nha, nhanh tay để lại mã số và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Mẫu này mặc đi tiệc đi làm đều được nha các chị yêu, mặc đi tiệc thì bao sang chẳng luôn ha. Đây, mặc rất là thoải mái luôn ạ, chất vải cực kỳ mềm mịn ha các chị ha. Rất là thoải mái luôn nha. Rồi chào Mai Trần ha, chào chị Mai Trần. Chị nào mới vô mình giúp em chia sẻ để lên đơn hàng được tặng kèm mua 1 tặng 1 các tình yêu nha. Rồi mẫu này hiện tại bên em chỉ còn 5 cái duy nhất, 5 cái và đủ size từ 40kg tới 65kg. Nên là các tình yêu cứ thoải mái lựa chọn cho mình nha các tình yêu. Rồi chào chị Trương Thị Mây nha. Rồi mẫu này là hiện tại còn 5 cái, nên là chị nào lấy lên giúp em là cú pháp là 10825 ha. 10825 kèm theo số điện thoại giúp em. Lát nữa sau livestream em gọi lại em tư vấn cho mình. Và chị cứ lựa chọn áo thun đi rồi em tặng thêm cho mình áo thun nha các tình yêu. Rồi mình lên đơn hàng giúp em đi các tình yêu ha. Rất là xinh các chị, mẫu này rất là xinh luôn. Đặc biệt điểm đầu tiên các chị nhìn vào đó là một cái màu rất là nhẹ nhàng đúng không? Một cái màu rất là nhẹ nhàng và chất vải các chị nhìn trong live cũng biết rồi đó. Em nhìn em cũng thấy luôn và các chị nhìn trong live chắc chắn các chị cũng phải biết rồi. Chất liệu vải rất là mềm và mịn nha. Đó, rất là mềm và mịn và đặc biệt là có lót hai lớp này. Ở trong có lót lớp thun nhá, nên các chị yên tâm luôn. Rất là xinh. Đó, ở trong có lót lớp thun này. Đó, rất là xinh nhá, lót lớp thun này. Đó, rất là xinh, cực chất các tình yêu ha. Rồi chị nào lấy lên đơn hàng giúp em là 10825 kèm số điện thoại ha. Mẫu này cực kỳ xinh các chị, tay của nó khi mà mình cài cúc vô là tay bo, nó trở thành tay bo nha các tình yêu. Đó rất là xinh mà cái màu này lên cực kỳ nhẹ nhàng luôn, cực kỳ nhẹ nhàng. Đặc biệt chị nào mà làm giáo viên ha, chị nào mà làm giáo viên mà mặc bộ này đi dạy là ta nói rất là đẹp đúng không ha? Rất là đẹp mà còn lịch sự cho mẫu này các tình yêu ha. Đó, chị nào mà mặc giáo viên mà mầm non hoặc là giáo viên tiểu học đều mặc được mẫu này. Và chị nào ngồi công sở cũng mặc được ha. Nhưng mà mẫu này mà em thấy chị nào mà làm giáo viên là mặc rất là xinh luôn á. Đó, nhìn rất là nữ tính mà đặc biệt là rất là nhẹ nhàng cho mẫu này các chị tình yêu ha. Mà lịch sự các chị ha, nhìn rất là lịch sự luôn. Đó, mà mẫu chất đẹp ha. Rồi, mẫu này thì có lót lớp thun nên các chị cứ yên tâm đi, không bao giờ sợ lộ ha. Đó, rất là xinh ạ. Rồi, nó có phối hai túi xương và đặc biệt là tay dài ha. Dài tay 32cm. Rồi, em chỉ có một màu hồng duy nhất thôi. Một màu hồng duy nhất cho mẫu đầm cổ tròn phối V này thôi. Chất liệu vải là tầm ý các chị ha. Mịn và mát khi mặc mẫu đầm này các chị ạ. Rồi, chị nào lấy lên đơn hàng giúp em là 10825 để em qua mẫu nhá. 10825 kèm số điện thoại để em qua mẫu nha các tình yêu. Bao nhiêu ký mặc vừa. Rồi chị Nguyễn Minh Hiếu ơi, bên em là hàng thiết kế có đủ size từ 40kg cho tới 65kg luôn. Bên em là bắt đầu từ size XS đó các tình yêu. Size XS là size nhỏ nhất, sau đó đến size S, size M, size L và XL các tình yêu ha. Rồi rất là xinh luôn các tình yêu. Đổi mẫu nha, chị nào lấy lên cú pháp giúp em là 10825 kèm số điện thoại nha. Vì mẫu này ở tại trực tiếp shop đang bán hàng rất là chạy đó chị, không có thời gian livestream cho các tình yêu luôn. Mẫu này bán cực chạy luôn mà còn có 5 cái luôn, thiệt luôn á. Rất là đẹp luôn nha, rất là xinh. Mà hàng thiết kế nên các tình yêu yên tâm đi, tiền nào của nấy cực chất nha. 495.000 tặng kèm thêm một chiếc áo thun 195.000 ha. Cực kỳ xinh, cực kỳ chất. Em đã nói rồi, tiền nào của nấy, nhận hàng mà không bị ghiền gu mác là thôi luôn đó các tình yêu ha. Rồi đổi mẫu cho các tình yêu này. Rồi, một mẫu phải nói là cực kỳ sang và rất là hot trong tháng 10 này phải không các tình yêu? Một mẫu cực kỳ sang và hot trong tháng 10 này luôn. Đặc biệt là mẫu này là mẫu kiểu bedroom các chị ha. Có đến một bông hoa hồng ở đây. Và các chị nhìn có lẽ là đang suy nghĩ là mẫu này là một mẫu áo sơ mi phối với chân váy đúng không các tình yêu? Mẫu này các chị nhìn có vẻ là giống như là áo sơ mi phối liền với chân váy phải không nào? Nhưng không phải các tình yêu ha, nhưng không phải đâu ạ. Đây là một set liền nha các tình yêu, một set liền luôn các tình yêu ơi. Đó, nhìn rất là xinh ha. Mẫu này đặc biệt chị nào có vòng hai hơi lớn mình sở hữu bộ này là cực kỳ tốt các chị ha. Vì mẫu này che bụng cực kỳ tốt luôn, bụng có to cỡ mấy cũng không thấy các chị ha, vì nó là dáng bedroom nha. Mẫu này thì bên em chỉ còn 4 cái thôi các tình yêu ạ. Đầm bedroom hoa hồng nhá. Mẫu này chỉ còn 4 cái thôi các chị. Nên chị nào lấy nhanh tay đặt hàng nhá. Mẫu này đó khi mà các chị mà đi tiệc á, thì mặc vậy cho sang. Nhưng mà khi mà các chị đi làm thì mặc vest vào ha. Để em lấy vest em mặc thử cho các tình yêu nhá. Rồi để em lấy vest em mặc thử cho các tình yêu này các tình yêu ơi. Lấy vest mặc thử cho các tình yêu nha. À, rồi em cảm ơn chị An Bảo nha, đồ gu mác đẹp lắm, em mua 5 cái rồi, em cảm ơn chị ha. Rồi cái vest này thì em hết size rồi nha, mẫu này em hết size rồi nhưng mà hơi rộng, em khoác để cho các chị xem thôi nha. Đó chứ đừng có chê em xấu nè. Rồi rất là xinh đúng không nào. Mẫu này mà các chị đi
tiệc thì các chị gửi ra, mà khi các chị đi làm thì các chị khoác vest vào. Đó, các chị thấy sao ạ? Một set cực kỳ sang chảnh cho mẫu này luôn đúng không? Một set cực kỳ sang chảnh mà sao ạ? Chỉ với giá 495.000 thôi các tình yêu ha. 495.000 tặng kèm một chiếc áo thun trị giá 195.000 cho các tình yêu ha. Các chị vào Walmart Đắk Nông lựa cho em những mẫu áo thun mà các chị thích nhất ha, rồi gửi hình qua rồi em lên đơn hàng cho mình luôn nha. Đó, khi các chị đi tiệc thì các chị mở ra như vậy ha. Đó, khi các chị đi tiệc các chị mở đầm ra. Đó, đi làm thì khoác thêm vest vào là một bộ cực kỳ sang chảnh, cực kỳ đẹp hơn. Vừa đi làm được và vừa khoác vest được nha các tình yêu. Rồi, mẫu đầm này là tùng. Cái phần tùng là có độ co giãn các chị nha. Phần tùng của nó là có độ co giãn đó các chị, nên các chị yên tâm ha. Mẫu này bên em là hàng thiết kế nên có đủ size từ 40kg tới 65kg, nên các chị cứ thoải mái lựa chọn nha các tình yêu. Rồi, cảm ơn các tình yêu nè. Rồi, chị nào lấy lên giúp em đơn hàng mẫu đầm bedroom hoa hồng với mã số 10829 ha. Đó, chất liệu vải là mango phối thun Nhật nên các chị yên tâm ha. Đó, có độ co giãn rất là thoải mái cho các tình yêu luôn. Và mẫu này các chị có thể mặc được hai kiểu. Mặc được hai kiểu, mình đi làm thì mình khoác vest và mình đi tiệc thì mình mở vest ra, trang điểm nhẹ lên cực kỳ xinh và sang trọng các chị ha. Rồi, đầm bedroom hoa hồng này thì giá 495.000. Khi các chị mua mẫu này thì được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000. Đó, rất là xinh các chị. Hàng tặng cũng như là hàng bán cực kỳ chất các chị ha. Đó, hàng tặng cũng như hàng bán thôi các tình yêu ạ. Nguyễn Thị Kim Thanh đẹp quá chịu không nổi. Rồi, chị Nguyễn Thị Kim Thanh ơi, không nổi quất luôn chị ha. Mình quất luôn bộ này, đang có chương trình đó chị yêu ạ. Mình quất luôn bộ này, được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 ha. Áo thun dài tay hoặc áo thun ngắn tay thì tình yêu ạ. Rồi, mình xem tiếp và mình ủng hộ cho Gumac các tình yêu ha. Rồi, mẫu đầm bedroom hoa hồng này có mã số là 10829. Chính vì vậy chị nào mà cảm thấy rất là yêu mẫu này rồi không kiềm chế được nữa, nhanh tay đặt hàng giúp em. Vì số lượng chỉ còn 4 cái duy nhất cho mẫu đầm này thôi. Chỉ còn 4 cái thôi các tình yêu ha. Cho 4 chị nhanh tay để lại giúp em cú pháp là 10829 kèm số điện thoại nha các tình yêu. 10829 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Đó, có phối một cái hoa hồng cực kỳ xinh đúng không nào. Mặc được hai kiểu nữa chị, một mẫu váy mặc được hai kiểu. Rồi các tình yêu ơi, mình lấy mình nhanh tay đặt hàng để em qua mẫu khác cho các tình yêu ha. Để em qua mẫu khác cho các tình yêu luôn. Đầm bedroom hoa hồng này có mã sản phẩm là 10829 nha các tình yêu. Chất liệu vải là mango phối thun Nhật nhá. Nên là các chị yên tâm ạ. À. Đó, nó có độ co giãn nhất định nhá. Và ở phần chân váy của nó là có xẻ các chị ha. Đó, có xẻ nhẹ một tí nhá. Đi làm rất là đẹp luôn ạ. À. Và đi tiệc thì cực kỳ sang chảnh các chị tình yêu ha. Và chỉ với giá là 495.000 thôi. Nên các chị nhanh tay để lại giúp em cú pháp là 10829 kèm theo số điện thoại để lên đơn hàng cho mình với giá 495.000, được tặng kèm thêm một mẫu áo thun trị giá 195.000 nữa nhá các tình yêu. Rồi, giờ em xin phép được đổi mẫu cho các tình yêu ha. Rồi, một mẫu tiếp theo cực kỳ xinh luôn ha, cực kỳ xinh cho mẫu này luôn nè. Em xem váy hồng sau mẫu. Rồi chị Vy Hoàng ơi, bây giờ em sẽ mặc mẫu màu hồng nha, mẫu màu hồng cánh sen đậm đúng không? Lát nữa em sẽ mặc mẫu màu hồng cánh sen đậm đó để em giới thiệu cho mình nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu mẫu này trước nhá, chị cứ theo dõi livestream đi ha. Rồi, rất là đẹp luôn ha các chị yêu. Điều cả em cảm thấy rất là thích là chất vải của nó nha các chị. Cực kỳ thoải mái luôn nha, lên cực kỳ ôm form luôn nè. Đây, sò rất là mịn luôn ha các chị yêu. Đó, chất liệu vải là chất liệu thun Mỹ đó các tình yêu ha. Chị nào mà đã từng mua chân váy mang mã số là 195 bên em là cái chất vải đó là y chang như chất vải này luôn ha. Chất liệu vải thun Mỹ, mặc co giãn cực kỳ thích nha. Co giãn tốt lắm các tình yêu ạ. Mẫu này mặc co giãn cực tốt luôn ha. Và dài tay 33cm này các tình yêu. Tay loe nữa các chị. Mẫu này thì mình chỉ có đi tiệc thôi, đi tiệc đi sinh nhật ha. Tay loe mà còn xẻ cho các tình yêu nữa thì cực kỳ sang chảnh và phá cách ha. Rồi em chào chị Ngọc Mai nhé. Đó, tay lê mà còn xẻ nữa thì cực kỳ sang chảnh, cực kỳ phá cách cho các tình yêu ha. Rất là xinh ha. Đó, nó bẹt vai này các tình yêu, nó bẹt vai ha. Đó, mẫu này mình chỉ đi tiệc được thôi, còn đi làm thì không được đâu nha các tình yêu. Mình đi tiệc, đi sinh nhật, mẫu này thì cực kỳ sang chảnh ha. Rồi, mẫu này bao đẹp luôn nha các chị yêu. Chị nào mà mua mẫu này đi tiệc thì còn gì bằng đúng không ạ. Bao sang chảnh và bao đẹp luôn nha các chị yêu. Lên form cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, mặc vô thoải mái vô cùng các chị ha. Mặc vô thoải mái cực kỳ luôn á. Rồi, mẫu này thì chỉ còn hai cái duy nhất đó các tình yêu ạ. Chỉ còn hai cái nữa thôi, mẫu này bán chạy lắm luôn á. Nên là chị nào lấy nhanh tay để lại giúp em mã số ha. Mã số là đầm body tay loe 10848 kèm số điện thoại.
để lên đơn hàng đầm body tay loe này cho mình với giá 495.000 và được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 đến từ Walmart các bạn yêu ha. Chất liệu vải là thun Mỹ và đặc biệt em chỉ có một màu duy nhất là màu đen vì là hàng thiết kế các bạn yêu nhá. Tay loe của nó dài 33cm nhé các tình yêu. Và đặc biệt pha cắt cho các chị đó là có sẻ nhá. Tay loe nhưng có sẻ cho các tình yêu ạ. Mặc vô sang chảnh cực kỳ các chị ha. Mặc vô rất là sang chảnh cho mẫu này luôn. Nhìn mẫu này thôi là đã cảm thấy sang chảnh rồi các tình yêu ha. Đó, chất liệu vải co giãn rất là tốt nên các chị cứ yên tâm. Và đặc biệt có đủ size từ 40kg tới 65kg cho các chị lựa chọn. Và đặc biệt là ở phần giữa eo của nó là có phối những cái đường lượng sóng các chị này. Đó, có phối những cái lượng cái lường á, đó, nhìn cái lường rất là đẹp ha, nhìn lượng sóng rất là đẹp luôn đó các chị. Em lấy áo thun giảm tiền. Rồi chị Hoa Phạm ơi, mình không lấy áo thun là rất là thiệt thòi cho mình luôn á. Mình không lấy áo thun là rất là thiệt thòi cho mình chị nhá. Nên là mình không lấy áo thun là cũng từng nó tiền, mà mình lấy áo thun cũng từng nó tiền. Nên là em khuyên chị nên lấy áo thun chị ha. Còn không lấy áo thun rất là thiệt thòi cho mình luôn. Vì áo thun của nhà Gu cực kỳ đẹp luôn các chị, nhiều mẫu mới lắm. Không chỉ có từng mẫu này em giơ ra cho các chị xem đâu, mấy mẫu này em giơ ra chỉ tượng trưng thôi. Còn các chị thích mẫu nào lên fanpage Walmart, gõ áo thun ra cho em là ra một hàng loạt luôn. Các chị tha hồ lựa chọn ha. Rồi quay lại với mẫu sản phẩm này các tình yêu ha. Quay lại với đầm body tay loe này thì phải nói với các chị là chất liệu vải được khỏi bàn rồi ha. Chất liệu vải là thun Mỹ các tình yêu nha. Thun Mỹ đó các chị, co giãn rất là tốt, mặc cực kỳ mát và mịn các chị nhá. Giặt máy giặt không sợ bị xù, không sợ bị xù đâu các tình yêu ạ. Có giặt cỡ nào cũng không bị xù nha. Rồi điều đặc biệt nha các chị yêu, có sẻ nha các chị yêu, có sẻ ạ. Đó, sẻ rất là phá cách các chị nha. Và ở phần phần chân váy của nó là phối những cái đường lượng sóng đó các chị, nhìn rất là xinh và xì tinh luôn á. Và rất là sang chảnh khi các chị sử dụng bộ này để đi tiệc ha. Sử dụng bộ này đi tiệc cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi giá bán là 495.000 nha các tình yêu. Tay dài 33cm. Và chị nào lên đầm body tay loe này thì đều phải nói là cực kỳ xinh, cực kỳ sang chảnh các chị nha. Rất là dễ mặc luôn, rất là đẹp luôn ha các chị ơi. Chị này yêu thích thì mẫu đầm body tay loe em đang mặc thì để lại cho em cái mã số là 10848 nha các chị ơi, 10848 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Khi các chị mua một mẫu đầm body tay loe em đang mặc này thì các chị sẽ được tặng ngay một mẫu áo thun nha các chị. Mẫu áo thun tay ngắn hoặc tay dài do các chị tự lựa chọn luôn nè. Chị nào thích mẫu nào em tặng mẫu đó nha các chị. Đó, rất là xinh các tình yêu ha. Mẫu này rất là xinh luôn nên chị nào á lấy thì lên cú pháp giúp em là mã số là 10848 kèm theo số điện thoại giúp em nha. 10848 kèm theo số điện thoại giúp em ạ. Rồi chị Linh Hương ơi, mẫu này bên em bán với giá là 495.000 đó các chị ạ. Tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000. Thì mẫu áo thun tặng thì các chị có thể lên giúp em là fanpage của Walmart Đắk Nông ha. Rồi lựa chọn cho em một số mẫu áo thun mình yêu thích ha để em tặng cho mình nha các tình yêu. Rồi chị nào lấy lên đơn hàng mẫu này giúp em là 10848 kèm số điện thoại nha. Mặc lên cực kỳ sang chảnh luôn các chị. Tiền nào của nấy nhá. Em phải nói một điều rằng tiền nào của nấy thôi các chị. Mua với giá 495.000 nhưng sao? Rất là chất các chị ha, rất là chất luôn. Rồi chị Văn Triều ơi, có quần nha chị, bên em rất là nhiều mẫu quần luôn. Nhưng hiện tại trong livestream này bên em chỉ đang giới thiệu vài các chị ha. Mình muốn theo dõi quần thì mình sẽ đợi livestream tiếp theo, hoặc là chị có thể lên trực tiếp Walmart Đắk Nông để các chị lựa chọn ha. Vì ở trên đấy bên em luôn luôn cập nhật mẫu mới 24/24 các tình yêu nha. Hôm nay bên em chỉ có live váy thôi nên mình có thể lên fanpage Walmart Đắk Nông để lựa chọn giúp em tình yêu ha. Rồi xin nhắc lại mã sản phẩm của mẫu này một lần nữa để em qua mẫu khác cho các tình yêu nhé. Đầm body tay loe các chị yêu ha. Đầm body tay loe, mã sản phẩm là 10848 kèm theo số điện thoại giúp em nhé. 10848 để lên đơn hàng này cho mình với giá 495.000. Và đặc biệt tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 từ nhà Gu các chị ha. Em xin đổi mẫu ạ. Rồi mẫu tiếp theo đây sẽ cực kỳ sang chảnh cho tất cả các quý cô của tín đồ của nhà Gu luôn ha. Sẽ cực kỳ sang chảnh cho tất cả các quý cô luôn nè các tình yêu ơi. Rồi ok chị Văn Triệu ha, em sẽ chờ inbox của mình chị yêu ha. Một mẫu tiếp theo cực kỳ sang chảnh cho các tình yêu luôn nha, cực kỳ sang chảnh cho các tình yêu luôn. Form dài đuôi cá này các tình yêu, màu xanh rêu mặc lên cực lạ, cực chất, đặc biệt là sáng da cực kỳ nhá. Xanh rêu này là màu xanh rêu sáng chứ không phải là màu xanh rêu tối, nên lên màu cực kỳ sáng cho các tình yêu luôn. Lên da cực kỳ trắng và đặc biệt là form dài, form đuôi cá nhá. Ôm body cho các tình yêu này. Đó, ôm body cho các tình yêu và tay nó là hơi loe nhá. Tình yêu ơi, chất liệu vải là chất liệu vải ren nhá. Tình yêu nào mà thích thì nhanh tay đặt hàng đi ạ. Vì mẫu này chỉ còn duy nhất 3 cái duy nhất thôi nha các tình yêu. 3 cái cho mẫu đầm body đuôi cá này ha.
Rồi đầm ren đuôi cá này em chỉ có một màu xanh thôi các tình yêu ơi, chỉ có một màu xanh thôi và cũng có lót lớp thun bên trong nhá. Bởi vì chất liệu vải này chất liệu vải ren nhưng mà ở bên trong là có lót lớp thun ở bên trong nhá. Đó, giống như các chị đang mặc một cái váy ở bên trong và cái lớp ren này là nó choàng ở ngoài đó các tình yêu ạ. Nhìn rất là sang chảnh thôi, nhìn vô là cảm thấy chất ren là cực kỳ sang chảnh rồi. Và đặc biệt là chỉ có một màu duy nhất là màu xanh rêu. Thì cái màu xanh rêu này lên cực kỳ sáng nên các chị yên tâm. Tay dài 31cm nha các tình yêu. Tay của nó dài 31cm. Chất liệu vải là chất liệu vải ren. Và đặc biệt đầm ren đuôi cá này chỉ còn 3 cái duy nhất thôi nha. Rồi, điều đặc biệt của chất liệu ren tại nhà Gu là dù các chị có mặc bao nhiêu năm nữa nó vẫn không bị giãn ra đâu nha các chị. Vẫn nguyên phong, nguyên form và nguyên chất liệu như vậy. Rất là xinh cho những chất liệu ren từ nhà Gu các chị nha. Nhanh tay nhá. Rồi, chị Trần Diễm ơi, mẫu vàng và mẫu hồng tay lỡ em đã giới thiệu rồi và em đã mặc rồi các chị ha. Em đã giới thiệu và đã mặc rồi nên em không có mặc lại được các tình yêu hoa, không mặc lại được. Vì rất là nhiều mẫu đó các chị, vì rất là nhiều mẫu luôn và đặc biệt ở shop bán hàng cũng rất là đông, đang rất là đông luôn các tình yêu nên không có thời gian để mặc lại các tình yêu hoa. Chị nào mà yêu thích những mẫu này các chị có thể lên fanpage của Gumart Đắk Nông vì ở trên đấy bên em luôn cập nhật mẫu mới 24/24 nhá. Giờ em chỉ giới thiệu mẫu mới cho các tình yêu thôi. Rồi, mẫu này là mẫu đầm ren đuôi cá các tình yêu hoa. Chất liệu vải là chất liệu vải ren á và có lót một lớp thun, có lót một lớp thun cho các tình yêu nên mình yên tâm ha. Đó, rất là xinh nha. Có giá bán là 495.000 và khi các chị mua mẫu này được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 từ nhà Gu nhá. Các chị lên fanpage của Gu Mart Đắk Nông để lựa chọn giúp em những mẫu áo thun để tặng các tình yêu ha. Rồi, vì đây là chiếc đầm đuôi cá dáng dài nên các chị mặc lên rất là tôn dáng các chị nha. Rất là tôn dáng, mình chỉ cần đi nhẹ đôi bút cao lên nữa thôi, đi tiệc bao sang chẳng cho các chị luôn ha. Nhanh tay để lại giúp em mã số kèm theo số điện thoại để nhận ưu đãi lớn đến từ Mart Đắk Nông các chị nhá. Rồi, cú pháp của mẫu đầm ren đuôi cá này là 10850. Chị nào yêu thích thì lên đơn hàng giúp em với mã số 10850 kèm số điện thoại nhá. Cực kỳ xinh cho mẫu này các tình yêu ơi. Mẫu này dáng dài các chị ha, mà form đuôi cá nữa. Mặc đi tiệc thì hết sảy các tình yêu ha. Mà đặc biệt là mùa cưới cũng tới rồi. Mùa cưới cũng tới rồi nên mình nhanh tay nhanh chân để sắm cho mình một mẫu đầm cực kỳ sang chảnh này vô trong tủ đồ của nhà mình các tình yêu ha. Vô trong tủ đồ của nhà mình này các tình yêu. Và đặc biệt còn tặng kèm áo thun nữa nên các tình yêu yên tâm cho mẫu đầm này ha. Rồi, chị nào lấy lên đơn hàng đi ạ. Lên đơn hàng với cú pháp là 10850 kèm số điện thoại giúp em ha. 10850 kèm số điện thoại. Lên được đơn hàng cho mình với giá là 495.000, được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000. Em đã nói rồi, tiền nào của nấy nên các chị yên tâm. Tiền nào của nấy nha các tình yêu. Đó, 495.000 nhưng phải chấp. Đó các chị, 495 nhưng phải chấp các chị ha. Đó, bởi vì ở bên ngoài thị trường thì tất nhiên hàng nhái thì rất là nhiều các chị. Hàng nhái theo mẫu này thì nhiều vô số kể luôn các chị. Nhưng quan trọng nó sẽ rẻ tiền hơn ở đây. Nó sẽ rẻ tiền hơn nhưng mà sao? Chất liệu không bằng ở đây các chị ha. Quan trọng em đã nói rồi, 495.000 nhưng mặc phải chấp. Chỉ có 102 thôi các tình yêu ha. Mặc phải chấp và chỉ có 102 thôi các tình yêu ạ. Rồi, chị nào lấy lên đơn hàng giúp em với mẫu đầm ren đuôi cá này với mã số 10850 kèm số điện thoại giúp em nha. Em sẽ qua mẫu và không quay lại mẫu này để đó các tình yêu nha. Nên nhanh tay và nhanh chân đặt giúp em số điện thoại và mã số 10850 kèm số điện thoại các tình yêu ha. Còn 3 cái duy nhất cho mẫu này thôi các tình yêu. Còn 3 cái duy nhất thôi nên mình nhanh tay mình đặt hàng các tình yêu nha. Rồi, em qua mẫu cho các tình yêu bây giờ luôn nha các tình yêu. Rồi, chị nào mà nãy á, mà thích mẫu hồng mà hồng cánh sen đậm á nhờ, mình chấm một chấm cho em thấy với ạ. Vì sau đây em sẽ giới thiệu cho mình mẫu đầm hồng ha. Trời ơi, mặc nhìn rất là xinh luôn, rất là nhẹ nhàng ha. Nó có đến một bông hoa ở vòng 2. Và đặc biệt bông hoa này các chị biết làm sao không? Nó sẽ che được khuyết điểm vòng 2 cho các chị rất là nhiều. Nó đánh lừa mắt người nhìn bởi những hạt ngọc các chị ha. Hạt ngọc đến ở vòng 2 này các chị, nó sẽ giúp mình đánh lừa là sẽ không nhìn thấy vòng 2 của mình đâu các tình yêu ha. Mặc lên cực kỳ nhỏ nhắn, cực kỳ xinh xắn cho mẫu này luôn các tình yêu. Rất là xinh các chị ha, rất là xinh luôn á. Nên là chị nào mình thích mẫu này thì nhanh tay nghe em đọc mã số và mình đặt hàng giúp em nha. Vì mẫu này hình như em nhớ là chỉ còn 5 cái duy nhất thôi. Rồi, đầm phối hoa eo. Thì mẫu đầm phối hoa eo này là có chất liệu vải là tuyết nhật các chị yêu ha. Chất liệu vải tuyết nhật này các tình yêu ạ. Nhung Pham, thử váy vàng sau đi em. Nga Pham, cho xem váy hoa vàng. Rồi các tình yêu ơi, váy hoa vàng em đã mặc thử cho các tình yêu rồi đó các tình yêu ạ. Nên em không có lên lại nữa nha. Em chỉ dơ lại cho các chị xem thôi và các chị đặt mã giúp em nha. Em đã mặc, đã giới thiệu mẫu này rồi các tình yêu. Vì mẫu bên em bán rất là chạy hàng đó các tình yêu. Đang rất là đông tại shop này. Đang rất là đông tại shop luôn, bán không kịp nghỉ tay luôn. Nên là các tình yêu mà thích mẫu này thì để lại giúp em mã số đâu nè.
Mã số là đầm hoa tay loe ha. Mã số là 10804 kèm số điện thoại giúp em. Vì ở shop đang bán hàng rất là chạy các chị ha. Và đặc biệt là mẫu này chỉ còn có 4 cái hả? Mẫu này chỉ còn 4 cái thôi các tình yêu. Chỉ còn 4 cái thôi. Nên chị nào lấy lên đơn hàng giúp em, mua mẫu này tặng kèm một áo thun trị giá 195.000 nha. Rồi em quay lại với mẫu hồng của em các tình yêu ơi. Mẫu hồng này có túi cho các tình yêu này. Có túi cực kỳ thoải mái luôn nhá. Rồi mẫu này có lót thun tùng dưới nha các tình yêu. Có cái lót lớp thun ở phía tùng dưới á. Và đặc biệt có hai túi sườn này. Có hai túi ở bên sườn nha. Mặc cực kỳ thích luôn, cái túi rất là sâu. Các chị có thể bỏ tiền điện thoại không sợ bị rớt nha. Rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Lên form cực kỳ đẹp luôn á. Mẫu này mặc đi làm ok nha các chị ơi. Mặc đi làm ok luôn nè. Và đặc biệt của nó, phần ngực của nó có phối một đường bèo này các chị ơi. Đường bèo này trông rất là đẹp và nhìn rất là sang luôn ha. Ở phần eo của nó có phối một bông hoa và những viên ngọc nha các chị. Những viên ngọc này rất là đẹp luôn ạ. Mẫu này thì em chỉ có một màu duy nhất thôi ha. Một màu duy nhất là màu hồng ạ. Chị nào yêu thích thì để lại mã số và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng ha. Rồi chị Trần Diễm ơi, mẫu màu vàng bên em bán với giá 495.000 chị ha. Và khi chị mua mẫu đó sẽ được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000. Do tất cả các chị lựa chọn ha. Các chị xin phép, cho em xin phép là các chị có thể lên fanpage của Gumac Đắk Nông để các chị lựa chọn cho mình một số mẫu áo thun tặng ha. Sau đó chụp hình gửi qua fanpage Gumac Đắk Nông để em lên đơn hàng cho mình và tặng kèm cho mình một mẫu áo thun các tình yêu nhá. Rồi bây giờ em sẽ qua một mẫu màu hồng nha các chị yêu. Đó, mẫu màu hồng này thì còn mấy cái ta? 5 cái hả? Mẫu màu hồng này có 5 cái nha các tình yêu. Chất liệu vải là tuyết nhật, mặc vô cực kỳ thấm hút mồ hôi các chị nha. Có độ co giãn nhất định cho các chị luôn. Mặc cực kỳ thoải mái, lên form cực kỳ tốt các chị nha. Form dáng chữ A nhé các tình yêu, không phải xòe đâu ạ. Form dáng chữ A các tình yêu nhé. Rồi có lót lớp thun tùng dưới nên các chị yên tâm, mặc sẽ không sợ bị lộ các chị tình yêu ha. Và đặc biệt có phối giúp chị hay là hai túi. Có phối giúp là hai túi các tình yêu ha. Rất là xinh này các chị. Mặc rất là thoải mái luôn. Túi này rất là sâu luôn ha, mình có thể được tiền, được chìa khóa, được điện thoại đều được nha các chị yêu, rất là tiện luôn ạ. Chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em ha, nhanh tay để lại mã số và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình nè. Chị nào mà bỏ lỡ mẫu đầm này thì rất là tiếc luôn nha. Thôi mẫu đầm này, bởi vì mẫu đầm này tại shop bán rất là chạy hàng đó các chị, không còn hàng để bán đâu. Nó cũng chẳng có thời gian để livestream với các chị á. Nên là bây giờ mới nhân cơ hội này mới livestream với các chị này. Bởi vì mấy bữa nay bán quá trời là bán luôn á, không có thời gian lên livestream luôn. Nên tranh thủ á, giờ livestream này các chị hãy nhanh tay đặt hàng cho mình ha. Đầm phối hoa eo, chị nào thích lên cú pháp giúp em là 10842 kèm số điện thoại nha. Rồi 10842 nha các chị yêu. Chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 10842 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình nè. Chị nào mà bỏ lỡ mẫu đầm này thì rất là tiếc luôn ha. Rất là đẹp luôn nha các chị yêu. Dạng này dạng chữ A tới đầu gối nha các chị. Mẫu này mặc đi làm, đi tiệc, đi chơi đều được nha các chị. Rất là sang chảnh luôn ha. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em nha. Số lượng có hạn này, chỉ còn đúng 5 cái duy nhất nha các chị. Chỉ còn đúng 5 cái duy nhất thôi ha. Mẫu này có giá là 495.000 nha các chị yêu. 495.000 thôi ạ. Chị nào mà mua mẫu này thì em sẽ tặng cho một áo thun tay dài hoặc tay ngắn tùy chọn nha các chị yêu. Đó, do các chị lựa chọn với nhau, thích mẫu nào em tặng mẫu đấy. Rồi chị Nga Phương ơi, bây giờ các chị thích mẫu nào nè. Bây giờ các chị thích mẫu nào em mặc vô cho chị này. Thích mẫu nào chấm giúp em và comment giúp em để em mặc mẫu cho các chị xem nha. Thích mẫu nào chấm và comment giúp em để em lên mẫu cho các chị xem nè. Rồi em xin được nhắc lại mẫu đầm hoa eo này nha. Là cú pháp là 10842. Chị nào lấy mẫu này lên cú pháp giúp em là 10842 có giá 495.000. Khi các chị mua mẫu này sẽ được tặng kèm một chiếc áo thun trị giá 195.000 tại nhà Gu các chị ha. Do các chị lựa chọn đó các tình yêu ạ. Rồi 10842 nha các chị yêu. 10842 và kèm theo số điện thoại nha các chị. Để em lên đây gọi điện và chốt đơn cho mình ha. Rất là đẹp luôn ạ. Rất là xinh các tình yêu ha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu cho các tình yêu ạ. Trời ơi mẫu này mặc nhìn rất là đẹp đúng không chị? Nhìn rất là xinh luôn á. Nhìn xinh rất là xinh ha. Đó mẫu này còn có mấy cái? Mẫu này tại rất là đắt khách, hình như là còn có 3-4 cái á chị. Các chị nhắc 4 cái. Còn 4 cái các tình yêu ha. Đó còn 4 cái bán rất là nhanh luôn. Nãy mới còn 6 cái xong mà giờ chỉ còn có 4 cái đó các tình yêu. Rất là xinh các tình yêu nha. Có phối nơ eo kìa các chị. Phối nơ eo che được khuyết điểm cho mình ở vòng 2 các tình yêu ha.
Rồi các chị có thể thoải mái cột chiếc lơ này tùy ý các chị nha. Mình có thể tùy ý cột qua, tùy ý biến hóa cũng có thể các chị yêu thích. Cột đằng sau thì các chị cột ngược về phía sau nha. Bởi vì đây là dây cột là hai dây cột cố định và hai bên các chị nha, hai dây cột cố định nha. Rồi đầm đuôi cá chấm bi này có mã số là 10805 nha các tình yêu. Chị nào mà trong quá trình xem live để em tư vấn mẫu này các chị thích, các chị có thể lên đơn hàng giúp em với cú pháp 10805 kèm số điện thoại ha. Mẫu này có giá bán là 495.000. Khi các chị mua mẫu này được tặng kèm thêm một mẫu áo thun trị giá 195.000 ha. Chất liệu vải là chất liệu vải voan, mà vải voan thì các chị biết rồi, mặc cực kỳ mát ha, mặc cực kỳ mát luôn. Và màu mẫu này em cũng chỉ có một màu thôi ha, mẫu này em chỉ có một màu bạn mẫu đang mặc thôi nha. Rồi mẫu này có túi cho các tình yêu luôn, mẫu này có túi cho các tình yêu luôn này. Nó mặc cực kỳ thoải mái và đặc biệt còn có túi cho các tình yêu nữa ha, có túi luôn. Và mẫu này có phối hai túi sườn lót thun thân trên các chị ha, vì ở trên của nó là một lớp voan mỏng trắng thôi nên ở bên này bên trong ha, bên trong có phối một lớp thun ở bên trong, là hai lớp ở trên nha các tình yêu. Rồi tay dài 15cm này, tay lỡ ha, dài 15cm cho các tình yêu này. Form của nó là form rũ nha các tình yêu, không xòe lắm đâu ạ, không xòe lắm đâu ạ. Rồi Nga, màu này cực kỳ nhẹ nhàng luôn đó các chị, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái luôn, mà có tay như này các chị này. Màu đen chị yêu ơi, màu đen em mới giới thiệu rồi đó các tình yêu, màu đen em mới giới thiệu luôn rồi đó các tình yêu ạ. Đầm vàng nhiêu ạ? Đầm vàng có giá 495.000 sale xuống. À em xin lỗi, đầm vàng 495.000 được tặng kèm một áo thun trị giá 195.000 các tình yêu nha. Đó, quà tặng cực kỳ hấp dẫn luôn, hàng tặng cũng như hàng bán đó chị nha, cực chất như nước cất luôn. Và giá 495.000 cực kỳ tốt các chị ha, cực kỳ tốt luôn ạ. 495.000 mà sao ạ? Chất các tình yêu nha. 495.000 là chất, tiền nào của nấy nhé các tình yêu. Rồi các chị đừng ngại ngần mà hãy thử đến Walmart Đắk Nông hoặc mình mua trực tiếp online như vậy nè các chị, để cảm nhận chất lượng cũng như là thương hiệu của Walmart các chị nha, sẽ hài lòng tất cả các vị khách dù là vị khách khó tính nhất các chị nha. À, dù các chị có mua xa cũng vậy ha, có mua online thì mặc dù mua online, hồi trước thật sự là em mua online em cũng rất là sợ là gửi hàng sai cho mình nè, rồi nó không chịu là đổi trả lại hàng đó đó chị, xong nó lừa đảo mình đó, em cũng rất sợ như vậy. Nhưng từ khi mà làm ở Walmart đến giờ là em phải nói là em cực kỳ tin tưởng mua hàng online luôn các tình yêu ha. Đó, nói giọng xong bị khàn luôn rồi các tình yêu ơi. Rồi chị Ngọc Bình ơi, đầm sale 220k bên em qua chương trình rồi đó chị ạ. À, bên em hết chương trình đầm sale 220k rồi tình yêu ha. Vì bữa sale 220k là nhân ngày phụ nữ Việt Nam hết sale thôi các tình yêu ha. Đó nên là bây giờ chỉ có tặng kèm cho các tình yêu thôi nè. Rất là xinh ha. Rồi quay lại câu chuyện của chúng ta ha. Đó, từ khi vào làm ở Walmart là rất là tin tưởng Walmart luôn. Bởi vì thật sự là chị nào mua hàng online xong mà không đúng mẫu, không đúng size là được đổi lại nè. Thứ nhất nè, thứ hai là mặc dù mặc không vừa nha, yêu cầu size đó mà mặc không vừa nha, bên em cũng đổi lại size để cho mặc vừa luôn, nó rất tình yêu ạ. Rồi em chào chị Nụ ha, chào tất cả các tình yêu ạ. Có chân váy len không em? Rồi chị Thủy Nguyễn ơi, chân váy len cỡ tầm 5 ngày, 2 ngày nữa bên em về hàng nha. Rồi các tình yêu ơi, chị nào lấy mẫu này lên đơn hàng giúp em ha. Chị nào lấy mẫu này lên đơn hàng giúp em là đầm đuôi cá chấm bi các tình yêu ha. Mã số 10805 kèm số điện thoại nha. Có phối phần bèo này các tình yêu. Đó, phối phần bèo này, cực kỳ xinh luôn ha, cực kỳ xinh cho mẫu này luôn đó các tình yêu ạ. Nói chung là mẫu bên em thì mặc cực kỳ chất rồi đó chị. Chất vải thì em nói sơ sơ vậy thôi chứ thật ra là mặc rất là bền. Em nói thiệt, chị nào mà đã từng mua hàng Walmart rồi thì cho em xin một cái feel back đi ha. Chị nào từng mua hàng của Walmart rồi cho em xin một cái feel back đi ạ. À, để cho các chị đang xem biết ha, để cho các chị đang xem biết nha. Rồi mẫu này có giá là 495.000 đó các tình yêu, 495.000, tiền nào của nấy nhá. Rồi em xin đừng nhắc lại câu châm ngôn tiền nào của nấy đó ạ. Và khi các chị mua mẫu này được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 từ nhà Gu các tình yêu nhá. Được tặng kèm nha các tình yêu. Rồi đầm đuôi cá chấm bi này, chị nào lấy lên đơn hàng giúp em là 10805 nhá. Còn 5 cái à, còn 4 cái duy nhất nha các tình yêu. Mình từng mua chiếc váy vàng hoa đẹp. Rồi em cảm ơn chị Nụ này. Thử đầm hồng sau lưng đi chị. Chị Lê Thị ơi, đầm hồng em vừa mới thử xong luôn rồi á, mà mẫu bên em bán rất là chạy hàng luôn và không có thời gian livestream luôn á các chị, nên là em mặc mẫu nào em không có mặc lại được nữa các tình yêu ha. Em chỉ giơ ra cho các chị xem luôn, giơ ra dùng hai mẫu hồng cho các tình yêu xem nha. Rồi các tình yêu, mình đợi lúc kết thúc livestream mình có thể tua lại và xem được các chị ha, và xem được lúc mà vợ em mặc nha. Còn hiện tại đây là dáng bên ngoài này các chị, rất là xinh luôn, cam đoan về chất lượng cũng như đường may cho các chị ha.
Rồi, đây là hai mẫu màu hồng các chị nha, hai mẫu màu hồng hai mã khác nhau. Các chị mua một trong hai chiếc đầm này đều được tặng một chiếc áo thun bất kỳ nên là các chị yên tâm nhé. Cát Vân Bùi, mua nhiều rồi rất ưng ý, tiền nào mẫu nấy. Rồi em cảm ơn các tình yêu. Còn chị nào nữa không ạ? Còn chị nào trong livestream mà đã từng mua hàng của Walmart không ạ? Cho em xin một cái feel bắp nhé. Cho em xin một cái feel bắp để cho các chị đang xem đây được thấy các chị ha, cho các chị đang xem đây để các chị biết này, để không lo lắng khi đến với livestream của Walmart Đắk Nông các tình yêu nhá. Đó, rất cảm ơn ba chị vừa mới feel bắp nha các tình yêu. Rồi em xin được nhắc lại mã số của sản phẩm này rồi em qua mẫu nhá. Em xin được nhắc rồi em qua mẫu ạ, vì còn rất là nhiều mẫu cần giới thiệu tới các tình yêu nhá. Rồi mẫu này thì còn 4 cái phải không? Mẫu này còn 4 cái nha các tình yêu. Để lại giúp em mã sản phẩm là 10805 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. 10805 kèm số điện thoại nha. Em sẽ lên đơn hàng cho mình và tặng kèm cho mình một áo thun nha. Rồi giờ chị nào mà yêu thích đầm đi tiệc và vừa đi làm được thì nhanh tay ạ. Nhanh tay chấm cho em một chấm đi các tình yêu. Chị nào yêu thích đầm đi tiệc và đi làm được chấm cho em một chấm ạ. Có sale quần không vậy? Rồi chị Thương Nguyên ơi, hiện tại bên em không có chương trình sale các tình yêu hả? Hiện tại bên em không có chương trình sale. À còn 3 mẫu sale đúng không? Còn 3 mẫu sale. Rồi ok các tình yêu, em sẽ giới thiệu cho các chị những siêu phẩm sau đây đang được sale nhá. Có 3 mẫu đang sale ạ. Có 3 mẫu đang sale đó các tình yêu. Đây là mẫu sale đầu tiên các chị ha, đây là mẫu sale đầu tiên. Một mẫu này các chị có thể đi tiệc được nhá. Hở vai nhưng có tay con này các chị. Hở vai có tay con cho mình ha. Rồi. Rồi bé Yumi ơi, mẫu đầm này đúng rồi đó chị. Mẫu đầm này là đầm mới nằm trong bộ sưu tập tháng 10 của Walmart các tình yêu hả? Rồi quay lại với mẫu đầm sale này đi các chị. Mẫu đầm này sở dĩ đang được sale đồng giá 330.000 bởi vì lý do là rồi để em quay lại cái mẫu chấm bi đã, em sẽ giới thiệu với các chị một loạt mẫu đầm đồng giá 330.000 luôn các chị nhé. Rồi các tình yêu ơi, em xin được quay lại với mẫu đầm đuôi cá chấm bi này nhá. Chốt xong rồi em sẽ giới thiệu mẫu đang sale cho các tình yêu nè. Chốt xong em sẽ giới thiệu mẫu đang sale cho các tình yêu, nên các tình yêu nào thích mẫu sale thì nhanh tay chuẩn bị giấy, chuẩn bị lên mã ha. Rồi đầm đuôi cá chấm bi mã số 10805 nha. Chị nào lên đơn hàng giúp em 10805 kèm theo số điện thoại đi ạ. Em qua mẫu mới nha các tình yêu. Qua một mẫu đầm mới, đầm ôm body và có tay cực kỳ đẹp cho các tình yêu ha. Và trong thời gian em giới thiệu mẫu này, chị nào mà yêu thích đầm sale nhá, đang được sale đồng giá 330.000 các tình yêu. Đó, có 3 mẫu đầm bên em đang được sale đồng giá 330.000 nhá. Rồi ok chị Shopee Quỳnh ơi, bên em là giao hàng toàn quốc các chị ha. Bên em ship code đó các chị, ship code toàn quốc luôn các chị, chỉ cần để lại cú pháp thôi, lát sau livestream em gọi là em tư vấn. Rồi bưu điện sẽ giao tận nhà cho các tình yêu luôn nhá. Đảm bảo hàng luôn, đến với Walmart thì các chị cứ yên tâm khi mà mua hàng online trên mạng đi ạ. Yên tâm các tình yêu ha. Không đúng mẫu, không đúng size đổi lại cho mình trong vòng 7 ngày ha. Đó, khi mà các chị mặc vô không vừa em cũng đổi lại cho mình đúng size để các chị mặc vừa luôn nhá. Nên các chị cứ yên tâm đi ạ. Trong lúc giới thiệu bộ xanh này thì chị nào yêu thích mẫu đầm sale nhá. Yêu thích mẫu đầm sale thì chấm giúp em đi ạ. Chấm giúp em rồi em lên mẫu đầm sale cho các chị nha. Thì mẫu đầm này là đầm mới nhất bên em các chị. Mẫu đầm này đầm mới nhất bên em nhá. Đó là đầm body phối bèo. Đầm body phối bèo này bên em cũng chỉ có một màu duy nhất là màu xanh thôi các chị. Chất vải là von hàng phối von nhá. Chất liệu vải là von hàng phối von đó các tình yêu ạ. Em chơi lại gần cho các tình yêu xem ha. Chất vải của nó nè, cực kỳ mịn luôn nha các chị yêu. Có độ co giãn vừa phải luôn ha. Rất là đẹp luôn ạ. Lên form cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi chỉ có một màu duy nhất là màu xanh thôi các tình yêu. Đó có khối cái bèo này các chị, nhìn rất là sang chảnh ha. Đó, nhìn rất là sang chảnh luôn, nó nối lên trên cái cánh tay này luôn này các tình yêu. Đó, nhìn rất là sang chảnh ha. Mày viết em cũng không đọc lại. Nhầm nhở, anh có gia đình chưa? Mãi viết em cũng không đọc lại. Nhắn nhầm anh có gia đình chưa? Là sao chị đăng Đặng Vũ ơi, em không có hiểu ấy. Rồi, tất cả các tình yêu ơi, mẫu này màu xanh coban lên màu cực kỳ thích phải không các tình yêu? Chất liệu vải là cực kỳ thích nhá. Chất liệu vải co giãn rất là thích luôn các tình yêu ạ. Đó là von hàng phối von á, co giãn cực kỳ tốt các tình yêu ha. Lên với mẫu đầm này co giãn cực kỳ tốt này các tình yêu. Có đủ size nhá, vì hàng là hàng thiết kế nên có đủ size cho các tình yêu từ 40kg tới 65kg đó các tình yêu nha. Rồi mẫu von hàng phối von này thì có giá là 495.000 nha các tình yêu. Có giá 495.000, khi các chị lên đơn hàng này sẽ được tặng kèm thêm một mẫu mục.
Một mẫu là áo thun nhá. Một mẫu áo thun trị giá 195.000 cho các tình yêu nhá. Đó, nói nãy giờ bị khô hết cả họng luôn, còn bị liều nữa đó. Thấy chưa, thấy thương em chưa? Thấy thương em, chấm cho em một chấm đi các tình yêu ạ. Rồi, rất là đẹp luôn ha các chị yêu. Mẫu này dài qua gối ạ, dài qua gối và lên form cực kỳ đẹp luôn ha. Ôm body cực đẹp luôn nè các chị yêu ơi. Mẫu này đi tiệc thì bao sang chảnh luôn ha, có khối bèo nè, nhìn rất là sang luôn ha các chị yêu, cổ tròn nha các chị. Đây, mẫu này mình mặc đi làm được nhưng mà mình phải khoác thêm một cái áo khoác vest nha các chị yêu. Có phải khoác thêm một cái khoác vest nữa. Thôi chị Phương Ngọc, dài quá em không vừa. À chị cao bao nhiêu chị cao bao nhiêu mét đó chị Phương Ngọc nhờ? Rồi, mẫu đang mặc là size lớn á chị. Mà size lớn là chiều dài nó sẽ phải hơn á chị ha. Còn mình mặc size nhỏ là chiều dài nó sẽ ngắn lên nhá. Đó, bởi vì thực ra là mẫu này ôm body nhưng mà nó phải qua gối đấy các tình yêu. Mẫu này qua gối nha các tình yêu. Rồi, chị nào lấy mẫu đầm này nhanh tay lên đơn hàng giúp em với mã số là 10865 kèm số điện thoại nha các tình yêu. Một màu duy nhất thôi ạ, à, một màu duy nhất nha. Đó, rất 1m53 hả? Rồi, ok chị, 1m53 mặc bằng chiều dài của bạn mẫu đang mặc luôn nha. Bằng bạn mẫu đang mặc luôn nè. Đó, bạn mẫu cũng đang cao 1m53 nhá. Đó, do hôm nay là Ngọc đang bị té nên là bị trật chân á, nên là không có mặc mẫu lai cho rất tình yêu được. Nên là bữa sau ha, sẽ tạm lui lại để giới thiệu cho các tình yêu thôi nha. Rồi, mẫu này 1m53 mặc đẹp á tình yêu ạ. À, nên là mình không sợ tình yêu ha. Rồi, tình yêu nào lấy mẫu này nhanh tay lên đơn hàng giúp em là đầm body phối bèo nha. Chất liệu vải là von hàn phối von nhá. Rồi màu sắc là màu xanh này các tình yêu. Giá 495.000 khi các chị lên đơn hàng cho mình với mẫu đầm này thì sẽ được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 nha các tình yêu. Rồi em xin qua mẫu cho các tình yêu ạ. Rồi, chị nào mà hỏng hàng sale chấm giúp em đi ạ. Thử váy hồng phía sau đi em. Rồi chị Nhung Bùi ơi, váy hồng, mấy cái váy ở bên sau này em giới thiệu hết rồi chị nhá. Và mặc mẫu rồi. Giờ bây giờ là chỉ còn chị nào hóng hàng sale thôi nào. Chị nào hóng hàng sale nào. Hàng sale đồng giá chỉ còn 3 mẫu duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Hàng sale đồng giá còn 3 mẫu duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chị nào lấy lên đơn hàng giúp em. Chị nào lấy chấm giúp em một chấm. Em giới thiệu để mình lên đơn hàng nhá. Em nói bị liệu rồi này. Cho mình một cái hồng. Cho mình coi cái hồng hả? Kim Liên. Rồi cho có hai mẫu luôn. Rồi một mẫu là tay dài tay lỡ này tình yêu, màu hồng nhẹ ha, màu hồng phấn này. Còn mẫu bên này là hồng cánh sen các tình yêu ha. Rất là xinh. Yêu thích mẫu nào để lại giúp em số điện thoại ha. Rồi em thấy chấm của chị Nguyễn Loan này, thấy chấm của nhà may Yến Thủy này, thấy chấm của chị Thúy Trân này, thấy chấm của chị Nhung Bùi này. Rồi ok, lên đơn hàng sale cho tất cả các tình yêu luôn. Mẫu đầu tiên nha các tình yêu. Mẫu đầu tiên là một mẫu phối von đuôi cá. Thôi thì để mẫu này cho mẫu mặc đi. Cho mẫu mặc đi rồi lên đơn hàng cho các tình yêu. Size này size XS đó, cho mẫu mặc đi. Rồi giới thiệu một mẫu khác các tình yêu ha. Đây, mẫu này thì bên em đang lẻ size. Bên em đang lẻ size, mẫu này có 3 màu các tình yêu nha. Mẫu này có 3 màu cho các tình yêu luôn. Có phối ngọc ở hàng ngực này các chị. Và đặc biệt là cái lớp này y chang như là áo sơ mi đóng thùng với chân váy vậy nhá. Màu hồng cắn sen bao nhiêu một chiếc chị ơi. Rồi màu hồng cắn sen có giá 495.000 nha. Màu hồng cắn sen có giá 495.000. Chị mua mẫu đó sẽ được tặng kèm thêm một chiếc áo thun trị giá 195.000 nha. Có dung dài không sót. Rồi ok chị Trang Nguyễn ơi, bên em có dung dài luôn. Mình lên fanpage của Gumax đó nông lựa giúp em nha. Vì hôm nay em đang sale vải cho các tình yêu nha. Hôm nay đang sale vải cho các tình yêu thôi. Thử cái hai dây màu đen trễ vai lúc nãy với sót. Rồi ok em đang thử nha các tình yêu. Đợi một lát em thử xong em ra cho các chị xem nha. Rồi mẫu này thì cực kỳ xinh các tình yêu ạ. Có 3 màu. Đó, cái màu đen này thì em còn size XS thôi nè. Màu đen này là em còn size XS nè, là size nhỏ nhất đó. Là cho các chị vừa từ 40kg tới 45kg thôi. Chị nào 40kg tới 45kg thì mới mặc được cái màu đen này thôi nhá. Bữa mình ghé shop thử dung dài đẹp ghê mà không có size L. Rồi ok chị Trang Nguyễn ơi, hình như bên em mới về thêm mấy mẫu dung nữa. Và đặc biệt là đã về hàng dung rồi. Và có đủ size nên mình nhanh tay mình ra shop mình thử mình lựa giúp em ha. Vì đang có chương trình sale đó nàng ơi, nên mình ra shop nhanh chứ không hết hàng. Rồi em xin lỗi nha. Rồi mẫu đầm màu đen này các tình yêu. Mẫu đầm màu đen này nhá, chỉ còn một size duy nhất là size XS. Có đủ cái mẫu này thì có một size duy nhất. Đó, vừa cho tất cả các chị từ 40kg tới 45kg cho mẫu váy đen này.
nhá. Vì vậy đen còn size XS thôi các tình yêu nha. Rồi chị nào yêu thích mẫu đầm này thì để lại cho em mã số là 06823 nha các chị yêu. 06823 ạ. Đầm này là đầm đỉnh ngọc trai nha các chị yêu. Chị nào yêu thích màu nào thì để lại màu đó nha các chị yêu. Có 3 màu nha. Màu xanh này các chị, màu xanh, màu đen và màu hồng ạ. Rất là đẹp luôn ha. Mẫu này giá gốc là 480.000 nha các chị yêu. Tại do là lẻ size nên em sale còn 330.000 nha các chị yêu. 330.000 thôi ạ. Với một chiếc đầm thiết kế đến từ nhà Ngu nha. Phần bèo của nó đây. Có phối những viên ngọc rất là đẹp luôn ha các chị yêu ha. Chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em nha. Đang sale còn 330 nha các chị yêu. 06823 ạ. Đầm này là đầm đỉnh ngọc trai ạ. Chị nào yêu thích thì để lại cho em cái mã số là 06823 và kèm theo số điện thoại, kèm theo màu sắc để em lên đơn hàng cho mình ha. Rất là đẹp luôn ạ. Có 3 màu nha các chị yêu. Màu hồng, màu xanh và màu đen đây ạ. Rồi em qua mẫu nha các chị. Rồi một mẫu đầm sale tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các chị mẫu đầm vừa nãy 2 dây này các chị. Đầm đuôi cá các chị ha, phía tay là phối voan nha. Bên trong là có một lớp áo dây nữa các chị nha. Bên trong là có một lớp áo dây nữa nè. Đầm này bình thường em bán với giá là 495.000 rồi các chị, 495.000. Hiện tại do là nó chỉ còn 1-2 size thôi, gọi là mã lẻ size đó các chị, nên là công ty Walmart quyết định xem những mẫu này sau đó đóng mã luôn sản phẩm nha các chị nha. Không sản xuất thêm mẫu này nữa đâu các chị nha. Rồi nhanh tay để lại giúp em nha. Rồi không. Các tình yêu ha, mẫu này 08856 còn 3 cái duy nhất này các tình yêu. Chị nào lấy lên đơn hàng giúp em là 08856 nhá. Kèm theo số điện thoại em để lại mẫu này còn 3 cái duy nhất cho 3 chị để lại đúng cú pháp giúp em là 08856 kèm theo số điện thoại nhá. Nhanh tay lên các tình yêu ơi vì còn vài phút nữa em kết thúc livestream rồi nha. Trời ơi máy sạc đi. Đây là dáng đuôi cá cực kỳ xinh luôn, mặc rất là sang chảnh mà không hề bị già thế nào đâu các chị nha. Màu đen tay lê có sẻ này các chị, có phối cả ngọc nữa ha. Phía đằng sau này các chị, phía đằng sau cảm giác như mình đang mặc một set khỏe rất là xinh luôn. Cái này mà không mua là rất là tiếc luôn á. Mẫu này mình đi tiệc bao sang chảnh cho các chị luôn, đi làm thì thôi cũng rất là lịch sự luôn nhá. Chỉ có 330.000 thôi. 08856 kèm theo số điện thoại để đặt mua mẫu này các chị nhá. Rồi, một set đó chị, một set liền nhá, nhưng mà nhìn như là một set rời và như là đóng thùng với cái áo sơ mi đúng không các chị? Nhưng mà thật ra là một set liền các tình yêu ha. Rồi, lên đơn hàng 08856 size S cho chị Hồng Thu Trần nhá. Rồi còn hai cái nữa chị nào lên đơn hàng giúp em đi ạ. Còn hai cái nữa nhá. Còn hai cái mã 08856 nữa chị nào lấy lên đơn hàng giúp em đi nhá. Kèm theo số điện thoại giúp em để em lên đơn hàng ạ. Vì còn ba cái duy nhất thôi các tình yêu. Rồi nhanh tay lên các tình yêu ơi vì còn 5 phút nữa em phải kết thúc livestream rồi đó các tình yêu ạ. Nên chị nào lấy lên đơn hàng đi ạ. Cái đầm von xanh bao nhiêu chị? Đầm von xanh nào vậy? Cái đầm von xanh này phải không chị Phương Ngọc ơi? Mẫu này thì có giá 495.000 đang được sale còn à nhầm. Mẫu này 495.000 nhưng đang được tặng kèm một chiếc áo thun trị giá 195.000 nhá. Rồi chị nào lấy lên đơn hàng váy màu đen bạc mẫu đang mặc các tình yêu ơi, chỉ còn hai cái thôi. Mã số 08856 kèm theo số điện thoại giúp em nhé các tình yêu. Còn hai cái duy nhất thôi ạ. À. Chị nào lấy lên đơn hàng đi rồi em chuyển mẫu cho các tình yêu nhá. 08856 kèm theo số điện thoại này các chị, đang được đồng giá 330.000 nhá. Giá gốc là 495.000 đó các tình yêu ạ. À. Vì mấy mẫu này đang được lẻ size ha, lẻ size nên mới sale như vậy thôi, nên là các tình yêu nhanh tay lên giúp em ạ. À. Còn hai cái duy nhất cho mẫu 08856 này nhá. Rồi em xin phép được qua mẫu ạ. Rồi mẫu này là mẫu cuối cùng các tình yêu ha. Mẫu này là mẫu cuối cùng của buổi live ngày hôm nay này các tình yêu. Mẫu cuối cùng của buổi live ngày hôm nay luôn nha. Cực kỳ xinh luôn. Rồi cái màu này màu đen các chị nha. Nhưng mà vải là vải nhung nhá. Đó vải nhung cực kỳ xinh luôn các tình yêu. Vải nhung cực kỳ xinh ha. Đó rất là xinh. Mẫu này cũng có giá gốc là 495.000 nha. Đầm ngọc body 2 dây này các tình yêu. Có phối ngọc ở phần ở trên ngực này các chị. Đó đến ngọc nhìn rất là xinh ha. Nhìn rất là xinh, mình đi tiệc rất là sang. Mùa cưới đến rồi mà các chị sắm cho mình mấy mẫu này là cực kỳ tuyệt vời ha. Rồi chị nào mà yêu thích mẫu này thì nhanh tay để lại giúp em cú pháp là 08867 kèm theo số điện thoại giúp em. 08867 kèm theo số điện thoại để lên đơn hàng này cho mình với giá là 330.000 nhá. Giá gốc của nó là 495.000. Và chị nào lấy lên đơn hàng giúp em là 08867 kèm số điện thoại các tình yêu ha. Mẫu này còn đúng 5 chiếc duy nhất, còn đúng 5 cái duy nhất.
mẫu vừa rồi bao nhiêu em. Rồi chị Yến Nguyễn ơi, mẫu vừa nãy màu đen đúng không chị yêu ơi? Mẫu hồi đen hồi nãy là có giá gốc là 495.000, đang được sale đồng giá 330.000 chị yêu ha. Và chỉ còn hai cái duy nhất thôi, nên chị yêu thích thì lên đơn hàng giúp em là 08856 kèm theo số điện thoại nha. Rồi quay lại với mẫu đầm body ngọc 2 giây này các tình yêu ha. Thật ra là nói body nhưng mà không phải đâu các tình yêu ạ. Nó hơi xuông xuông, nó ôm nhưng mà hơi xuông xuông nha, chứ không phải là ôm sát đâu nên các chị yên tâm. Có mẫu nào 70kg không em? Rồi chị Bích Trần Thị ơi, thì hiện tại bên em mấy mẫu đầm 70kg thì bên em hết size rồi đó chị. Hết size rồi nha. Cũng có vài mẫu đầm suông á 70kg nhưng mà bên em hết size rồi. Nên là chị đợi có tầm 2-3 ngày nữa có hàng mới về em sẽ lên like cho mình nhá. Chị lên fanpage Woman Random ấn chế độ theo dõi xem trước nhá. Có tầm 2-3 ngày nữa em về mẫu mới là em lên like cho mình liền chị yêu ha. Mua cái nào cũng được tặng một à em. Dạ đúng rồi đó chị ạ. Zumi Ho. Rồi ok chị ơi. Chị mua về hóa đơn 480 thì sẽ được tặng kèm một áo thun chị yêu ha. Còn mẫu sale đồng giá chị phải mua hai cái trở lên ạ. Mua một tặng một nguyên giá.